Kính thưa các quý vị đại biểu, xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các quý vị khách quý tham dự diễn đàn du lịch cấp cao ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, sau hơn 2 năm ngưng trệ do tác động của đại dịch Covid-19, ngày 15 tháng 3 năm 2022, Việt Nam đã mở lại hoàn toàn các hoạt động du lịch. Một năm sau khi được chính phủ cho phép mở cửa trở lại, hoạt động du lịch Việt Nam đã sôi động. Ngành du lịch bước vào giai đoạn đẩy nhanh phục hồi và tăng tốc phát triển, dần từng bước tiến tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Với nỗ lực của toàn ngành du lịch, 8 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã đón 7,8 triệu lượt khách du lịch quốc tế, đạt 98% so với kế hoạch của năm. Mặc dù là mùa thấp điểm du lịch quốc tế, nhưng tháng 7 năm 2023, Việt Nam lần đầu đạt mốc 1 triệu lượt khách du lịch quốc tế sau đại dịch Covid-19 và tháng 8 đã đón trên 1,2 triệu lượt khách, tăng 17,2% so với tháng 7 của năm 2023. Đây là tháng đón lượng khách quốc tế cao nhất kể từ đầu năm 2023. Đồng thời, lượng khách du lịch nội địa 8 tháng đã đạt 86 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt 482.000 tỷ đồng. Theo dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng du lịch của Google, từ đầu năm 2023 tới nay, lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam liên tục tăng trong top đầu của thế giới, từ vị trí thứ 11 lên vị trí thứ 6 hiện nay. Việt Nam có mức tăng trưởng ở nhóm 10% đến 25%, xếp thứ 6 trên thế giới, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng chung của các nước Đông Nam Á và là điểm đến duy nhất trong khu vực Đông Nam Á lọt vào nhóm tăng trưởng cao hàng đầu của thế giới. Những dữ liệu này cho thấy nhu cầu về du lịch Việt Nam đang phục hồi rất nhanh, ở tốc độ cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Nắm bắt được xu hướng thị trường, Việt Nam có nhiều cơ hội tốt để thu hút khách du lịch quốc tế. Đặc biệt, ngày 14 tháng 8 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 127 NQCP về việc áp dụng thị thực điện tử đối với công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ, cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử tại 42 cửa khẩu quốc tế, đường hàng không, đường bộ và đường biển. Nâng thời hạn tạm trú lên đến 90 ngày và có giá trị xuất nhập cảnh nhiều lần. Nghị quyết số 128 NQCP điều chỉnh nâng thời hạn tạm trú từ 30 ngày lên 45 ngày đối với công dân 13 nước được đơn phương miễn thị thực, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thưa các quý vị đại biểu, đại dịch Covid-19 đã tạo ra các xu hướng du lịch mới cho du lịch Việt Nam cũng như du lịch trên thế giới, trong đó có việc áp dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh và quản lý du lịch. Trong thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn dịch bệnh, ngành du lịch đã nỗ lực ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để thích ứng linh hoạt và duy trì hoạt động. Nhiều sản phẩm du lịch thông minh đã ra đời, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của nhu cầu của du khách. Chính vì vậy, chuyển đổi số đang là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta với việc ban hành nhiều văn bản, nghị quyết, chỉ đạo. Tiêu biểu như Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 50 của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, có nêu rõ định hướng tập trung phát triển một số ngành, lĩnh vực ưu tiên, có mức độ sẵn sàng cao, trong đó có du lịch số. Đặc biệt, tại các hội nghị của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh, phương thức sống và làm việc của người dân, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và quốc gia. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng đặt ra nhiệm vụ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong ngành du lịch, hướng đến hình thành và phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh. Với tinh thần đó, trong khuôn khổ hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, ITE Hồ Chí Minh năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn đàn du lịch cấp cao với chủ đề chuyển đổi số thúc đẩy phát triển du lịch. Đến dự diễn đàn ngày hôm nay, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu, các quý vị khách quý. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Chiết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Về phía các bộ ban ngành Trung ương, Ban Tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Xin trân trọng giới thiệu ông Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Xin trân trọng giới thiệu ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đăng Trương, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ. Xin trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Đặng Khắc Chất, Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại, Bộ Công an. Cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cơ quan trung ương. Về phía Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Và đại biểu đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các sở ban ngành của thành phố. Về phía các địa phương, Ban Tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân 12 địa phương Bến Tre, Điện Biên, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Kiên Giang, Đắk Nông, Long An, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Thừa Thiên Huế và 43 sở quản lý du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Tổ chức xin chào đón các đơn vị đồng hành, các tập đoàn, các doanh nghiệp, lữ hành, khách sạn, các hãng hàng không, đơn vị vận chuyển, cơ sở đào tạo tại tham dự diễn đàn ngày hôm nay. Ban Tổ chức cũng xin nhiệt liệt cảm ơn và chào đón các cơ quan báo đài, cơ quan thông tấn ở Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh tham dự và đưa tin. Về phía đại biểu quốc tế, Ban Tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu Ngài Sok Sokhen, Bộ trưởng Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia. Ngài Ôn Thoang Khao Phanh, Thứ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ngài Ufio Josezo, Thứ trưởng Bộ Khách sạn và Du lịch Myanmar. Ngài Sokhi Metizadeh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam. Ngài Ono Masuo, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông, Hạ tầng, Đất đai và Du lịch Nhật Bản. Cùng sự tham dự của các đoàn đại biểu quốc tế từ các thành phố Phnom Penh, Viêng Chăn, Yangon, Brisbane, Australia. Ban Tổ chức cũng xin nhiệt liệt chào mừng các diễn giả trong nước và quốc tế, các chuyên gia tham gia trình bày tại diễn đàn quan trọng ngày hôm nay. Đề nghị toàn thể diễn đàn một lần nữa nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các quý vị đại biểu, được sự thống nhất của các đồng chí lãnh đạo, Ban Tổ chức xin được thông qua nội dung của chương trình diễn đàn. Trước hết là phát biểu khai mạc của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phát biểu chào mừng của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Tiếp theo là hai phiên tham luận với chủ đề: phiên 1, vai trò của sự chuyển đổi số trong phát triển du lịch; phiên 2, giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong ngành du lịch. Cuối cùng và là phát biểu kết luận và bế mạc diễn đàn của đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chương trình chi tiết cùng tài liệu kèm theo mã QR code đã được cung cấp tới toàn thể các quý vị đại biểu. Sau đây, Ban Tổ chức xin trân trọng kính mời ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì và điều hành diễn đàn. Để bắt đầu chương trình, Ban Tổ chức xin trân trọng kính mời Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng lên phát biểu khai mạc diễn đàn. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thiện Nhân,
nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố. Kính thưa các ngài Bộ trưởng, Phó Bộ, Thứ trưởng Quốc vụ Khanh của nước Campuchia, Malaysia, Lào và lãnh đạo của 41 quốc gia vùng lãnh thổ có mặt trong khuôn khổ hội nghị hôm nay. Thưa quý vị đại biểu khách quý, được sự cho phép của Chính phủ và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, hôm nay trong khuôn khổ hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức diễn đàn du lịch cấp cao chuyển đổi số thúc đẩy phát triển du lịch. Đây là sự kiện quan trọng được tổ chức trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang có những kết quả phục hồi tích cực và hướng tới kỷ niệm Ngày Du lịch Thế giới 27 tháng 9 với chủ đề Du lịch và đầu tư xanh. Du lịch Việt Nam cũng đang khẩn trương tập trung để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 82 của Chính phủ về đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả và bền vững. Diễn đàn của chúng ta hết sức phấn khởi và vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ban ngành, các địa phương, các vị khách quốc tế đã đến dự hội nghị. Thay mặt cho lãnh đạo bộ và ban tổ chức, tôi xin được trân trọng cảm ơn sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu khách quý cùng các doanh nghiệp đã tham dự diễn đàn. Xin kính chúc các vị sức khỏe, hạnh phúc, chúc diễn đàn của chúng ta hoàn thành tốt các mục tiêu yêu cầu đã đề ra. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các đồng chí đại biểu khách quý, như chúng ta đã biết, du lịch là một trong những lĩnh vực ưu tiên cần phải thúc đẩy quá trình số hóa trong hoạt động kinh doanh ở quy mô toàn cầu, nhất là các hoạt động xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm, dịch vụ giữ chỗ, bán trực tuyến, phòng khách sạn và đặt các dịch vụ du lịch trực tuyến. Báo cáo năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu cũng đã nhấn mạnh, ngành du lịch thế giới đang đứng trước yêu cầu phải thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để tạo ra những cơ hội mới, tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, đặc biệt là sau tác động của đại dịch COVID-19. Tại Việt Nam của chúng ta, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương quyết sách về kinh tế số, về chuyển đổi số. Trong đó, du lịch số là một trong những lĩnh vực được xác định ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao. Với một quan điểm xuyên suốt là tập trung phát triển du lịch thông minh để nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, bám sát phương châm, doanh nghiệp và người dân là chủ thể, khách du lịch là trung tâm, sản phẩm và hạ tầng du lịch là nền tảng, dịch vụ ưu tiên tiến, hiện đại là động lực, thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến Việt Nam, thúc đẩy gia tăng khách du lịch nội địa, chuyển đổi số vừa là động lực, tạo sức bền cho ngành du lịch, vừa phát huy được những thành quả đã tạo dựng và mở ra một không gian tiềm năng mới cho ngành du lịch phát triển xanh, hiệu quả và bền vững. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, trong thời gian qua, được sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, sự phối hợp đồng bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông, sự vào cuộc của các doanh nghiệp, ngành du lịch đã tập trung thực hiện được một số vấn đề lớn sau đây. Đã ban hành các đề án kế hoạch để phát triển du lịch số, ra mắt tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số trong ngành du lịch, cung cấp khung hướng dẫn các giải pháp tổng thể về sinh thái chuyển đổi số du lịch, vai trò của các bên liên quan và lộ trình bước đi, công cụ để triển khai về chuyển đổi số. Hướng dẫn kết nối tích hợp vào nền tảng số của ngành để hướng tới mục tiêu nhằm hỗ trợ các cơ quan quản lý, nhà nước, quản lý ở địa phương về điểm đến, doanh nghiệp, du lịch thực hiện chuyển đổi số đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ, tối ưu hóa kết quả, tiết kiệm được nguồn lực và tăng cường tính liên kết trong toàn ngành. Bộ Văn hóa cũng đã phối hợp với các bộ ngành liên quan tổ chức nhiều chương trình tập huấn hướng dẫn chuyển đổi số du lịch tại các tỉnh và thành phố. Đến nay, toàn ngành du lịch đã đạt được những kết quả bước đầu trên một số phương diện. Một là đã hoàn thành việc số hóa toàn bộ các dữ liệu về hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp lữ hành quốc tế, cơ sở lưu trú trong cả nước do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương và địa phương quản lý. Hình thành được hệ thống thông tin về khu điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch và khách du lịch. Hai,
phát triển một số ứng dụng trên thiết bị di động hỗ trợ phục vụ khách du lịch tra cứu các thông tin về điểm đến, các sản phẩm về dịch vụ du lịch, thuyết minh du lịch tự động ra các ngôn ngữ phổ biến, ra mắt ứng dụng du lịch Việt Nam an toàn để phục vụ du khách, ứng dụng hướng dẫn du lịch Việt Nam phục vụ các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. 3. Thúc đẩy quảng bá, xúc tiến du lịch, ứng dụng công nghệ số, số hóa di sản, triển khai một số mô hình bảo tàng. 4. Kết nối liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, từ trung ương đến địa phương và các doanh nghiệp làm du lịch. Có thể khẳng định, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước, sự đồng hành của Bộ Thông tin và Truyền thông, của cộng đồng doanh nghiệp và sự nỗ lực lớn của toàn ngành, công tác chuyển đổi số đã góp phần thay đổi diện mạo của ngành du lịch Việt Nam, từng bước đáp ứng, phục hồi tốt cho nhu cầu tìm kiếm, trải nghiệm của khách, đóng góp tích cực vào chỉ số năng lực phát triển du lịch của quốc gia. Bên cạnh những kết quả đã đạt được như chúng tôi báo cáo tại diễn đàn, nghiêm túc nhìn nhận, Bộ Văn hóa cũng nhận thấy rằng nhận thức về quá trình chuyển đổi số của ngành du lịch Việt Nam chúng ta cũng đang còn nhiều hạn chế. Đó là sự manh mún, nhỏ lẻ, rời rạc trong quá trình triển khai, dẫn đến khó hình thành được một hệ sinh thái thống nhất, đồng bộ trong toàn ngành. Sự chênh lệch về công nghệ số tại nhiều địa phương do trình độ phát triển, sự thiếu hụt về nguồn nhân lực và về công nghệ hiện đại, tài chính và nhân lực số, có đầy đủ kiến thức, có kỹ năng phù hợp, các giải pháp và nền tảng hạ tầng công nghệ còn chưa được đáp ứng một cách đầy đủ. Dữ liệu về quá trình chuyển đổi số còn chưa được cập nhật một cách đầy đủ từ nhiều nguồn khác nhau. Do vậy, quá trình chuyển đổi số đòi hỏi phải sự quyết liệt đổi mới cả trong tư duy lẫn hành động của toàn ngành, từ vai trò của cơ quan quản lý cũng như sự cố gắng nỗ lực từ các doanh nghiệp và từ các chính quyền của địa phương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các vị đại biểu khách quý, sau thành công của diễn đàn chuyển đổi số lần thứ nhất được tổ chức tại Hải Phòng năm 2021, diễn đàn du lịch cấp cao về chuyển đổi số thúc đẩy phát triển du lịch ngày hôm nay là cơ hội để ngành du lịch Việt Nam được lắng nghe các ý kiến tư vấn, các khuyến nghị của các chuyên gia về chuyển đổi số du lịch gắn với điều kiện cụ thể thực tế của Việt Nam để được học hỏi kinh nghiệm của các nước bạn. Trong khuôn khổ này, chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ, giải đáp sâu sắc toàn diện của các đồng chí lãnh đạo, của các quý vị đại biểu về tham dự diễn đàn cho hai vấn đề lớn đặt ra trong chuyển đổi số. Một là phải lựa chọn ưu tiên những nhiệm vụ giải pháp nào để tổ chức thực hiện trong vấn đề chuyển đổi số. Hai là cần phải hành động như thế nào để đạt được mục tiêu chuyển đổi số về du lịch trong thời gian tới. Với sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, của các bộ ngành trung ương, của các diễn giả, nhiều chuyên gia quốc tế hoạt động trong lĩnh vực du lịch có uy tín, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp thu được nhiều ý kiến có chất lượng để góp phần chuyển đổi số du lịch Việt Nam ngày càng đáp ứng vào quá trình phát triển của kinh tế số Việt Nam theo định hướng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Trên tinh thần đó, thay mặt cho lãnh đạo liên ngành, tôi xin tuyên bố khai mạc diễn đàn chuyển đổi số thúc đẩy phát triển du lịch. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước, các vị khách quốc tế, các vị đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp đã đến tham dự diễn đàn quan trọng này. Xin kính chúc các vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tiếp theo chương trình, xin kính mời đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lên phát biểu chào mừng. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo các địa phương. Kính thưa các quý vị đại biểu quốc tế. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý. Thành phố Hồ Chí Minh rất vinh dự là nơi đăng cai tổ chức diễn đàn du lịch cấp cao chuyển đổi số thúc đẩy phát triển du lịch trong khuôn khổ hội chợ du lịch quốc tế lần thứ 17 năm 2023, và cũng rất vinh dự khi diễn đàn được chỉ đạo trực tiếp sâu sát của lãnh đạo chính phủ
cùng sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương, quốc tế, cùng đông đảo các diễn giả, doanh nghiệp, cơ quan truyền thông trong và ngoài nước. Chắc chắn đây sẽ là cơ hội quý báu giúp du lịch cả nước và các địa phương trong khu vực phát triển, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, cùng với xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, thường xuyên, liên tục trên tất cả các lĩnh vực. Theo thống kê của We Are Social và Meltwater, tính đến tháng Giêng năm 2023, Việt Nam có 77,9 triệu người dùng Internet, tương đương với 79,1% dân số Việt Nam và được đánh giá là một trong 20 nước có tỷ lệ sử dụng Internet nhiều nhất thế giới. Trong lĩnh vực du lịch, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm phát huy sức mạnh của công nghệ, nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài, phát huy hiệu quả các mối quan hệ giữa các nước trong hoạt động liên kết du lịch và giữa các bên trong hệ sinh thái du lịch. Do đó, chuyển đổi số và du lịch thông minh cần được triển khai trên các nền tảng công nghệ hiện đại cùng với nguồn nhân lực có trình độ nhằm góp phần cung cấp các dịch vụ du lịch thông minh cho du khách, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã và đang chủ động chuyển đổi số, tích cực tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tiến tới hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, gắn với các chủ thể từ khách du lịch, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và cơ quan quản lý nhà nước. Theo đó, đề án du lịch thông minh giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến 2030 được thành phố Hồ Chí Minh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11. Thực hiện đề án, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo ngành du lịch triển khai nhiều hoạt động ứng dụng công nghệ số trong công tác truyền thông, quảng bá du lịch như vận hành ứng dụng phần mềm du lịch thông minh trên nền tảng Android và iOS, triển khai ứng dụng công nghệ 3D, triển khai vận hành cổng thông tin điện tử nhằm cung cấp, hỗ trợ các thông tin về du lịch cũng như giúp du khách tương tác với chính quyền để phản ánh chất lượng, an ninh du lịch tại thành phố. Cập nhật tài nguyên du lịch trên các nền tảng của Google, đưa sản phẩm du lịch lên sàn giao dịch thương mại điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính với những giải pháp thiết thực, tích cực thông tin dịch vụ du lịch, triển khai hệ thống lắng nghe, phân tích ý kiến trên mạng xã hội. Xây dựng ứng dụng One App, cung cấp tất cả các thông tin và dịch vụ trực tuyến cho khách du lịch quốc tế đến thành phố. Chuyển đổi số tại các khách sạn, giới thiệu những sản phẩm công nghệ, những ứng dụng phần mềm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ngành khách sạn. Phối hợp với tổ chức xúc tiến du lịch tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, triển khai các TPO card và TPO apps. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch, cùng nhau thảo luận về cơ hội, thách thức, thuận lợi và khó khăn và các giải pháp chuyển đổi số thúc đẩy phát triển du lịch hiệu quả, bền vững giữa các quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh rất kỳ vọng diễn đàn du lịch cấp cao chuyển đổi số thúc đẩy phát triển du lịch sẽ là cơ hội để tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong và ngoài nước, từ đó xác định hướng phát triển chung và các hành động cụ thể về chuyển đổi số nâng cao hiệu quả cho từng tỉnh thành cũng như Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á, châu Á, Thái Bình Dương. Với tình cảm trân trọng và mến khách của thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu đến tham dự diễn đàn du lịch cao cấp chuyển đổi số thúc đẩy phát triển du lịch tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2023. Xin kính chúc quý vị lãnh đạo, toàn thể đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và có những trải nghiệm đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúc cho diễn đàn thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, thưa các vị khách quốc tế, các vị đại biểu. Theo chương trình, đến đây chúng tôi xin được trân trọng kính giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ lên phát biểu ý kiến chỉ đạo. Xin trân trọng kính mời Phó Thủ tướng.
Kính thưa đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các quý vị lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý Việt Nam và quốc tế. Thưa quý bà và quý ông. Tôi hết sức vinh dự và vui mừng thay mặt chính phủ chào đón các quý vị đại biểu khách quý đến dự diễn đàn ngày hôm nay. Xin được gửi đến các quý vị lời chúc sức khỏe, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tôi đặc biệt hoan nghênh và hết sức ấn tượng về chủ đề của diễn đàn năm nay, chuyển đổi số thúc đẩy phát triển du lịch nhằm hướng tới hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh. Thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với trọng tâm là xây dựng một thế giới siêu kết nối dựa trên công nghệ số đã và đang tác động ngày càng sâu sắc đến tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội trên phạm vi toàn cầu. Thế giới hôm nay với nhiều công nghệ đột phá mang tính sáng tạo, cốt lõi như dữ liệu lớn, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chuỗi khối và kết nối vạn vật đã tạo ra những thay đổi căn bản sâu sắc trên phạm vi rộng, loại bỏ ưu thế của kinh nghiệm của hạ tầng cũ, các phương thức sản xuất truyền thống hay của mô hình kinh doanh cũ. Và trên thực tế, đây là thời điểm có tính lịch sử cho một sự chuyển đổi trên phạm vi toàn cầu, đó là chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Và trong đó, các lĩnh vực kinh tế thì du lịch là một trong ngành sẽ đi tiên phong. Các động lực tăng trưởng nhờ những ưu thế về tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực giá rẻ đang được thay thế một cách nhanh chóng bởi các nguồn lực, nguồn tài nguyên mới, đó là kinh tế trí thức, kinh tế số, đặc biệt là chuyển đổi năng lượng xanh. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu và đây là một xu thế của thời đại không thể đảo ngược. Đối với du lịch, đây không chỉ là ngành kinh tế quan trọng mà còn thúc đẩy hợp tác, phát triển, giao lưu văn hóa có tính hội nhập cao, đòi hỏi tư duy không ngừng đổi mới sáng tạo để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Du lịch cần có không gian phát triển mới, hạ tầng mới, tài nguyên mới và phương thức mới để thực hiện một cách hiệu quả và bền vững hơn. Chuyển đổi số là chìa khóa giúp giải quyết bài toán này và hướng tới mô hình quản trị hiệu quả, kết nối logistics với các ngành dịch vụ khác như vận hành, vận tải, lưu trú, thương mại, hay nói một cách khác, kết nối tất cả các hệ sinh thái liên quan đến du lịch. Trên các nền tảng trực tuyến, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, du khách sẽ được trải nghiệm trước những nét độc đáo của di sản, của văn hóa đã được số hóa của các điểm đến của tài nguyên du lịch. Các tiện ích như visa điện tử, lựa chọn phương tiện, đặt vé đi lại, cơ sở lưu trú, ẩm thực và các dịch vụ khác cùng với thanh toán điện tử, vân vân và các hệ sinh thái khác, nó sẽ giúp chúng ta trên một không gian có thể kết nối một cách nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn, thuận lợi hơn. Chuyển đổi số giảm thiểu tác động đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan, các hệ sinh thái tự nhiên, các di sản và vì thế còn là giải pháp để thúc đẩy xanh hóa trong du lịch. Tuy nhiên, để thành công, mỗi quốc gia, mỗi doanh nghiệp cần đưa ra chiến lược, giải pháp, cách tiếp cận riêng. Biết phát hiện vấn đề và có một tầm nhìn khác biệt là vô cùng quan trọng để đưa các quốc gia, doanh nghiệp tiến lên phía trước trong bối cảnh ngày hôm nay. Nhưng cũng chính trong sự khác biệt, riêng có đó, xu thế liên kết, hợp tác, phát triển bền vững sẽ mang lại những ưu thế, lợi ích chung cho từng quốc gia, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng. Thưa các quý vị, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, liên kết kinh tế đa tầng nức đang tạo nên những không gian phát triển mới, nhưng cũng đặt ra những thách thức lớn về cải cách bên trong và bên ngoài để tương thích với các sân chơi và những luật chơi mới trên phạm vi mỗi quốc gia, khu vực và toàn cầu. Không đứng ngoài xu thế đó, Việt Nam đang tập trung vào một số ngành lĩnh vực có mức độ sẵn sàng cao, khả năng lan tỏa lớn, hiệu quả sâu rộng và ngành du lịch là một trong những ưu tiên hàng đầu
đối với nhóm giải pháp của chúng tôi. Trước tiên, cần phải triển khai một chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số, trong đó chính phủ phải đi đầu trong chuyển đổi số. Đối với ngành du lịch, tập trung số hóa dữ liệu về di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu du lịch, điểm đến. Hay nói cách khác, phải đưa tất cả các tài nguyên du lịch và toàn bộ các hệ sinh thái có liên quan du lịch được đưa lên trên một cái kết nối dữ liệu. Thứ hai là thiết lập môi trường pháp lý đồng bộ cho chuyển đổi số và kinh tế số. Điều này hết sức quan trọng, bao gồm bảo mật, quy chuẩn tiêu chuẩn về giao dịch số, chữ ký số, thanh toán điện tử, các dịch vụ công nghệ tài chính, fintech và sở hữu trí tuệ. Những điều này thì nên, và tôi kiến nghị là nên làm ở cả khu vực và tiến tới trên phạm vi toàn cầu. Thứ ba là phát triển hạ tầng kết nối an toàn với tốc độ cao theo thời gian thực. Bốn là phải phát triển nguồn nhân lực để có thể tạo động lực cho sự chuyển đổi này. Khai thác ưu thế về người dùng Internet, thiết bị di động để hình thành xã số. Không chỉ có những người làm du lịch mà toàn xã hội về chuyển đổi số thì chúng ta mới có thể chuyển số trong ngành du lịch. Năm là thúc đẩy xúc tiến quảng bá các sản phẩm du lịch, liên kết kết nối du lịch trong nước và quốc tế. Và ở đây thì trong rất nhiều giải pháp tôi cho rằng là cái nền tảng để chúng ta kết nối tài nguyên và có thể du lịch ảo đi trước một bước trên du lịch trực tiếp. Tôi mong muốn tại diễn đàn này chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận một số vấn đề sau. Thứ nhất, về cơ chế hợp tác để thiết lập một hệ thống kết nối số, phát triển các nội dung số, các nền tảng đa phương tiện để hỗ trợ quảng bá, xúc tiến, liên kết trong hoạt động du lịch để khai mở các tiềm năng thế mạnh của nhau, tức là của chúng ta, cùng với một thị trường rộng lớn. Thứ hai là cần phải tăng cường hợp tác trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Điều này hết sức quan trọng. Sự thừa nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn ngành nghề, về kỹ năng và văn bằng nhằm cho phép chuyển dịch việc làm của người lao động du lịch ngành nghề giữa các quốc gia. Ở đây tôi muốn nói đến cơ cấu của những người làm trong du lịch sẽ có những thay đổi rất lớn. Vấn đề thứ ba, tôi muốn thảo luận về sự tham gia của các doanh nghiệp số trong phát triển ngành du lịch, các cơ hội tác động từ chuyển đổi số trong ngành du lịch, chia sẻ kinh nghiệm trong hoàn thiện môi trường pháp lý, hạ tầng, giải pháp công nghệ cho chuyển đổi số trong ngành du lịch. Tôi cho rằng lúc này chúng ta cùng nhau thực hiện, chúng ta cùng nhau làm và chúng ta cùng nhau tạo ra một nền tảng số thì chúng ta sẽ cùng nhau mang lại lợi ích chung, kết nối và phát triển bền vững. Cái điều này tôi muốn nhấn mạnh ở cái khâu là chúng ta phải kết nối kể cả trong về phát triển cái kinh tế số và đặc biệt là ứng dụng kinh tế số trong cái quản trị du lịch của chúng ta, ở nói ở tầm quốc gia và quốc tế. Tôi kêu gọi chính phủ, các bộ ngành của tất cả các nước tăng cường hợp tác liên kết trong phát triển các tour, tuyến du lịch, khai thác tiềm năng lợi thế riêng về danh thắng và văn hóa của mỗi nước, tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong chuyển đổi số, cùng nhau tạo điều kiện, đặc biệt rất quan trọng để các doanh nghiệp số có thể hợp tác cùng nhau tạo ra một cái sản phẩm mà chúng ta thấy là hoàn chỉnh nhất. Tạo nền tảng số, kết nối các hệ sinh thái du lịch, tài nguyên du lịch, quản trị du lịch, kết nối giữa các quốc gia với nhau để tạo nên cái du lịch kết nối và bền vững. Kính thưa các quý vị đại biểu, với vị trí, vai trò trong nền kinh tế, du lịch thông minh, du lịch số, du lịch xanh là một trong những động lực chính của nền kinh tế số của chúng ta. Chính phủ của chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng du lịch sẽ thuộc nhóm ngành đi đầu về chuyển đổi số quốc gia, tạo sự phát triển mới cho ngành và mang lại những cảm hứng cho đất nước phát triển và chuyển đổi số. Du lịch số là cơ sở, là nền tảng, là sức hút mạnh mẽ, quảng bá và xúc tiến cho du lịch trực tiếp. Để du lịch Việt Nam cũng như du lịch ở các đất nước các bạn sẽ ngày càng có chỗ đứng quan trọng hơn, không thể thay thế trong lòng du khách quốc tế và toàn cầu. Tôi xin được một lần nữa kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các bạn bè quốc tế sẽ có những trải nghiệm thật thú vị với đất nước và con người Việt Nam. Chúc cho du lịch Việt Nam cùng các quốc gia, khu vực, thế giới liên kết và phát triển bền vững. Xin trân trọng cảm ơn.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thưa các vị đại biểu. Tại diễn đàn cấp cao về chuyển đổi số thúc đẩy phát triển du lịch, chúng ta rất phấn khởi được đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị khách quốc tế, các cộng đồng doanh nghiệp đã đến tham dự hội nghị. Đặc biệt, hội nghị của chúng ta đã được nghe bài phát biểu quan trọng của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Thay mặt cho ban tổ chức diễn đàn và lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo này để bổ sung vào nhóm nhiệm vụ giải pháp của ngành trong thời gian tới. Và Bộ Văn hóa Thể thao cũng như toàn ngành hy vọng và tin tưởng trong thời gian tới, ngành du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục đón nhận nhiều hơn sự quan tâm lẫn chỉ đạo của Đảng và Nhà nước để du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đúng như tinh thần nghị quyết 08 của Bộ Chính trị đã đề ra. Xin được kính chúc Phó Thủ tướng, các vị đại biểu khách quý, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đến đây xin được kết thúc phần khai mạc và xin mời các đại biểu nghỉ giải lao tại chỗ 3 phút và chúng ta sẽ chuyển sang phần thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn. Các vị đại biểu, chúng ta trở lại khán phòng, ổn định chỗ ngồi để tiếp tục thực hiện các nội dung trong cái diễn đàn tiếp tục buổi sáng hôm nay. Sau đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ trực tiếp điều hành phần thảo luận ở phiên 1. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin kính mời tất cả quý đại biểu chúng ta vào phiên 1. Chúng ta thảo luận về vai trò của chuyển đổi số trong phát triển du lịch. Với nội dung này thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Maher Baten, thành viên Hội đồng Quản trị Hiệp hội Du lịch Châu Á-Thái Bình Dương, sẽ có phần trình bày về vai trò của chuyển đổi số trong công tác xúc tiến điểm đến. Xin kính mời ông. So, good morning, everyone. Thank you again to the host for inviting Pacific Asia Travel Association to present at this event. I think last night was a fantastic night, so thank you to the host for putting on a very fantastic evening that we all enjoyed very much. So today, we talked earlier this morning, there was a lot of emphasis on digitalization, the transformation in travel industry. So today's presentation that I'll be giving you will be about digitalization transformation in the tourism industry. And we'll look at specific tourism ecosystem model and the way digitalization impacts different areas
cái lĩnh vực, những cái khía cạnh khác nhau trong đối với khách du lịch khi mà họ đi từ điểm xuất phát từ quốc gia của mình đến với lại các quốc gia điểm đến, hoặc là cùng với lại các cái điểm chạm khác nhau như là ở sân bay, ở một số các cái điểm đón khách khác. Chúng ta thấy là sự thay đổi về mặt công nghệ ở đây thì cũng đã dẫn đến rất là nhiều sự thay đổi cái cách mà chúng ta tương tác đối với cái bối cảnh hiện tại. Và từ đó chúng ta cần phải xác định lại các cái chiến lược tiếp thị điểm đến, cũng như là đảm bảo cái mục tiêu chuyển đổi số là mục tiêu quan trọng nhất đối với bất kỳ doanh nghiệp. Thì chúng ta thấy là nói về cái câu chuyện về chuyển đổi số thì những cái tiến bộ, những cái thay đổi trong công nghệ đã thúc đẩy những cái sự đổi mới tăng trưởng trên toàn cầu. Và điều này nó cũng định nghĩa lại những cái khái niệm về du lịch, cái cách mà chúng ta hiểu về du lịch như thế nào, cái cách mà chúng ta sử dụng các cái sản phẩm, dịch vụ. Và khi mà chúng ta nói về những cái câu chuyện liên quan đến booking, liên quan đến đặt vé online, những cái trải nghiệm online như thế nào. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới với chủ đề sáng kiến chuyển đổi kỹ thuật số, chúng ta thấy là số hóa trong ngành hàng không, lữ hành, du lịch dự kiến là sẽ tạo ra một khoản doanh thu lên đến 305 tỷ đô cho ngành thông qua cái việc là tăng trưởng lợi nhuận từ các hoạt động du lịch. Và chúng ta thấy là đối với các cái doanh nghiệp du lịch truyền thống ở đây thì họ đâu đó đã bị mất đi cái con số khoảng 100 tỷ đô dành cho những cái công ty mới vận dụng công nghệ. Và bên cạnh đó thì cũng có dự báo là du lịch cũng sẽ tạo ra những cái lợi ích với những cái giá trị lên đến 700 tỷ đô dành cho khách hàng và cho toàn xã hội đến năm 2025. Và chúng ta thấy câu chuyện số hóa thì nó sẽ bao trùm hết tất cả các khía cạnh của du lịch, bao gồm toàn bộ hệ sinh thái. Và công nghệ ngày nay được ứng dụng ở khắp mọi nơi và trở thành một cái ưu tiên hàng đầu. Và chúng ta hãy nhìn vào một cái mô hình ở đây để chúng ta thấy là sẽ có điểm xuất phát của du khách. Sau đó chúng ta sẽ có cái quá trình chúng ta di chuyển giữa các nơi, đúng không ạ? Và sau đó chúng ta sẽ đến cái điểm đến, điểm du lịch. Thì ở đây chúng ta có ba bước đầu tiên là chuẩn bị cho chuyến đi. Có rất là nhiều các cái hoạt động về chuyển đổi số công nghệ ở đây. Cái cách mà chúng ta tương tác với các cái buyer như thế nào, chẳng hạn như chúng ta tìm kiếm thông tin du lịch, chẳng hạn như những cái công ty cung cấp cái thông tin tìm kiếm đi, thì họ sẽ cố gắng cung cấp những cái thông tin nào đó phù hợp với lại các cái đối tượng mà họ đang tìm kiếm. Rồi bên cạnh đó, giúp chúng ta hiểu được xem các du khách khi mà họ đến Việt Nam, ví dụ như vậy, thì đâu là cái thị trường điểm hoặc thị trường đích của họ, hoặc là những cái hoạt động mà đầu tư vào các cái nền tảng thu hút người dùng khác nhau như thế nào. Thì ở đây chúng ta thấy mà gần đây thì kể từ năm ngoái khi mà ngành du lịch Việt Nam mở cửa trở lại thì nó mang đến một cái sức bật cũng như là mang đến rất là nhiều các cơ hội dành cho các cái điểm đến du lịch ở trên thế giới hiện tại. Rồi đối với cái câu chuyện mà chúng ta nói về cái việc là chúng ta kiểm tra an ninh tại các cái cửa ngõ biên giới, làm sao để có thể giúp cho du khách có thể dễ dàng di chuyển, xử lý thủ tục nhanh chóng. Nếu mà chúng ta nhìn vào Hồng Kông hay là Singapore, các cái sân bay ở đây, thì chúng ta thấy là chúng ta có thể có qua những cái cổng gọi là e-gate mà không cần phải chờ quá lâu hay là không cần phải tốn quá nhiều thời gian để thực hiện các cái thủ tục trước khi nhập cảnh. Tiếp theo, chúng ta nói về cái câu chuyện quản lý vận tải và đảm bảo được cái khả năng lưu trú của hành khách. Thì đây cũng là một trong những cái khía cạnh quan trọng của du lịch. Chúng ta sẽ nói về các cái trải nghiệm tại sân bay, trải nghiệm khi mà chúng ta đi trên những cái chuyến bay. Và chúng ta nói về cái thế hệ Gen Z, họ đã thay đổi cái hành vi du lịch nói chung như thế nào, Gen Z đi như thế nào, sử chọn những cái hãng hàng không giá rẻ ra làm sao, những cái lộ trình như thế nào. Thì đó là một số trong những cái điều mà chúng ta cũng cần cân nhắc tới. Rồi chẳng hạn như cái việc là đặt phòng hoặc là đặt dịch vụ vào khúc chót, cái giá linh hoạt cũng như thế nào, thì đó là những cái khía cạnh mà chúng ta cũng cần phải quan tâm. Rồi khi mà chúng ta nói đến cái điểm đến, điểm mà hành khách đến du lịch, thì đầu tiên chúng ta phải nói về việc cái chính sách. Thì chúng ta cũng đã lắng nghe rằng là Việt Nam hiện tại cũng sẽ có những cái thay đổi nhất định để có thể chào đón hơn nữa nhiều du khách nước ngoài đến Việt Nam. Thì đây là một cái tin cũng rất là tích cực. Và tôi cho rằng là cái việc mà chuyển đổi số nó cũng đã hiện hiện rất là rõ trong cái việc là sử dụng e-visa để giúp cho cái quá trình nhập cảnh của du khách dễ dàng hơn. Chẳng hạn như là chúng ta cũng có thể có thêm một số những cái quy định khác nữa dành cho nhiều quốc gia khác nhau, nhóm khách, đối tượng khách khác nhau để có thể giúp cho cái quá trình du lịch trở nên dễ dàng hơn. Và làm sao để chúng ta có thể nâng cao được nhận thức của cộng đồng để có thể mang đến những cái sản phẩm số
Và khi mà mọi người chẳng hạn như tìm kiếm Việt Nam đi, thì nó không phải là ra thành phố Hồ Chí Minh hay là thành phố Hà Nội, mà nó còn là những cái trải nghiệm về mặt văn hóa mà nó đang có và đang tồn tại, cũng như là rất là phổ biến ở các khu vực, các cái vùng miền khác, có thể là về ẩm thực, về văn hóa, có thể là về một số những cái yếu tố khác như là lối sống, như là về mặt thiên nhiên. Và tôi nghĩ rằng là các cái nền tảng chuyển đổi số sẽ là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để chúng ta có thể tiếp cận nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Các cái thị trường truyền thống chúng ta thấy nó cũng đã rất hiệu quả rồi, nhưng khi mà chúng ta có được những cái nội dung số hóa và chúng ta tìm kiếm với các cái influencer, những người có sức ảnh hưởng, người KOL, thì chúng ta có thể thu hút được nhiều hơn nữa các cái thế hệ trẻ, chẳng hạn như Instagram, Facebook, TikTok, v.v., rất là nhiều các cái kênh khác nhau. Vậy thì một trong những cái lợi thế của cái câu chuyện chuyển đổi số đó chính là chúng ta có thể được khai thác và phân tích được dữ liệu. Có rất là dữ liệu ngày nay mà chúng ta có thể được tổng hợp và khai thác từ khách hàng. Vậy thì làm sao chúng ta sử dụng những cái dữ liệu này để có được những cái insight, những cái hiểu biết về khách hàng của mình và biến nó thành những cái cơ hội để chúng ta có thể phát triển du lịch? Và chúng ta thấy khách hàng ngày nay cũng mong đợi là có được nhiều được những cái dịch vụ mang tính cá nhân hóa nhiều hơn. Nên là chúng ta sẽ có nhiều nhóm khách hàng hơn. Vì vậy, cái việc phân nhóm khách hàng rất là quan trọng. Có nhiều đối tượng du lịch khác nhau thì nó cũng sẽ giúp cho cái bên chúng ta có thể tìm kiếm được đúng khách hàng hơn. Và tôi cho rằng là cái hành trình du lịch cũng cần phải được số hóa. Và nếu mà chúng ta nhìn vào cái câu chuyện gọi là cái hành trình du lịch số hóa, thì một trong những cái ví dụ đây đó chính là hãng hàng không Qatar Airways. Đó chính là họ hiện tại đã cho tích lũy dặm bay 2 giờ trước khi mà hành khách khởi hành, để khi mà hành khách đến với sân bay Doha thì họ có thể sử dụng những cái điểm tích lũy đó để có thể mua những cái đồ ăn, đồ uống hoặc là mua các cái hàng miễn thuế tại sân bay. Thì đó là một trong những cái cách để có thể thúc đẩy các cái hoạt động tại sân bay. Thì cho rằng đây là một trong những cái ví dụ cho thấy được là cái sự chuyển đổi số nó mang đến những cái giá trị như thế nào và nó đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc là chúng ta tương tác với lại du khách, cũng như là chúng ta khuyến khích một số cái hành vi nhất định của du khách. Và ở đây thì chúng ta cũng thấy có rất là nhiều các cái cách để chúng ta có thể mang đến dịch vụ tốt hơn, chẳng hạn như là công cụ tìm kiếm du lịch chính xác hơn. Chúng ta coi là những cái nội dung marketing của mình, chúng ta sẽ đưa lên cái kênh nào, nền tảng nào. Dĩ nhiên Google sẽ là một trong những cái nền tảng mà chúng ta sử dụng chính rồi, song song với một số các cái nền tảng khác. Rồi chúng ta có cái cơ chế giá linh hoạt để chúng ta có thể tối ưu hóa, chẳng hạn như là cái tỷ lệ lấp đầy của mình, số giường, số phòng của mình trong những cái mùa thấp điểm. Thì tôi cho rằng cái yếu tố linh hoạt này sẽ rất là quan trọng, đặc biệt là đối với những hãng hàng không, các khách sạn, cũng như là đối với các đối tác ở trong hệ sinh thái này. Rồi những cái ứng dụng trên điện thoại di động, chẳng hạn như là sử dụng IoT, các cái thiết bị mà cho phép chúng ta có thể dễ dàng tương tác với lại du khách trong suốt hành trình của mình, của họ, kể cả là ở trên Apple Watch, trên laptop, hành khách cũng có thể sử dụng để có thể tương tác và tìm kiếm thông tin trên đó. Vì vậy, khi mà chúng ta nói về cái câu chuyện là xác định lại chiến lược tiếp thị điểm đến, thì chúng ta nhìn vào cái hành vi của khách du lịch, cũng như là cái bên liên quan tại những điểm đến. Thì đầu tiên nói về cái câu chuyện về mạng xã hội, các thiết bị di động, cũng như là những cái thông tin mà hành khách có thể tiếp cận được tại những cái điểm đến sẽ là rất là quan trọng đối với khách du lịch, cũng như là đối với các bên liên quan khi mà họ cung cấp những cái dịch vụ. Và để đảm bảo là chúng ta có thể mang đến những cái dịch vụ phù hợp, thì các tổ chức tiếp thị điểm đến, hay còn gọi là DMO, cần phải thay đổi cái mô hình từ cái mô hình là sang tiêu dùng, sang cái mô hình hosting, từ việc là chỉ chia sẻ thông tin sang cái việc là tập trung tương tác nhiều hơn. Từ việc là tiếp thị thì chúng ta sẽ quản lý thông tin nhiều hơn. Thì từ đó, nó sẽ đòi hỏi rất là nhiều những cái sự thay đổi về mặt tư duy, về mặt chiến lược và cái cách mà chúng ta ứng dụng số cũng như là công nghệ trong cái dịch vụ, cái sản phẩm của mình. Và một lần nữa thì chúng ta có thể thấy rằng là cái sự chuyển đổi số sẽ giúp cho, sẽ khiến khách hàng, đặc biệt là khách du lịch, có những cái kỳ vọng rất là cao. Đầu tiên là khách du lịch mong muốn là sẽ có được những cái trải nghiệm nó mang tính cá nhân hóa ở mọi lúc, mọi nơi. Họ mong muốn là chỉ cần bấm một nút thôi là đặt được cái tour ngay, chứ không cần phải gọi nữa, hay là phải chờ tới ngày mai mới được liên hệ với lại bộ phận chăm sóc khách hàng. Làm sao để chúng ta có thể có được những cái ứng dụng mà có thể được đặt tour, đặt khách sạn một cách nhanh nhất. Và trong suốt cái hành trình đó, tất cả mọi thứ phải đảm bảo được diễn ra theo thời gian thực, bất kỳ đâu, ở mọi lúc, mọi nơi, khi mà khách du lịch có nhu cầu. Và trong giai đoạn mà chúng ta đặt
tour hay là đặt máy bay hay là đặt khách sạn, thì làm sao để chúng ta có thể xuất hiện trong tâm trí của khách hàng khi mà họ tìm kiếm, chẳng hạn như khi mà chúng ta nói đến Việt Nam, thì đúng, ví dụ như là người Úc đi, đối với khách Úc thì khi mà nghĩ đến du lịch ở Việt Nam thì đâu là cái điều gì khiến họ mong muốn đến Việt Nam, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái thông tin đó, những cái dữ liệu đó, sử dụng những cái dữ liệu về hành vi của các cái nhóm du khách khác nhau để chúng ta có thể phân tích và chúng ta có thể đăng tải những cái nội dung quảng cáo phù hợp. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ sử dụng những công nghệ mới, chẳng hạn như là AI hay là machine learning để chúng ta có thể thay đổi cái cách mà chúng ta vận hành và chúng ta kinh doanh trong thời điểm hiện tại. Và dĩ nhiên khi đó nó cũng sẽ mang lại những cái trải nghiệm hoàn toàn mới. Rồi ngoài ra chúng ta cũng cần có những cái chương trình khuyến mãi, chương trình quảng cáo đủ hấp dẫn để khuyến khích cho du khách đến từ khắp mọi nơi, đến từ các cái nhóm khác nhau. Rồi, ngoài ra thì các cái chương trình khuyến mãi mà nhắm đến các cái nhóm khách hàng mục đích thì cũng rất là quan trọng để giúp cho chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm hơn, chúng ta có thể tăng được tỷ lệ chuyển đổi hơn, chúng ta sẽ hiểu được hơn các cái hành vi của họ. Từ cái giai đoạn chúng ta đặt vé nè, cho tới sân bay nè, cho tới việc là đặt cái nơi ở và đặt các cái tour khác nhau, thì chúng ta có rất là nhiều các cái ứng dụng ngày nay mà giúp cho du khách có thể dễ dàng tìm kiếm được các cái sản phẩm phù hợp với mình và dễ dàng đặt một cách nhanh chóng. Và ở cái giai đoạn mà bắt đầu hành khách đã bước vào hành trình du lịch của mình, thì làm sao để chúng ta có được những cái công nghệ, chẳng hạn như là những cái hệ thống tin nhắn hay là cái sử dụng công nghệ thực tế ảo để giúp cho khách hàng luôn luôn có được những cái tương tác trực quan nhất. Và một vài cái chia sẻ cuối cùng về tầm quan trọng của chuyển đổi số. Đầu tiên, nó giúp cho chúng ta có thể cải thiện được trải nghiệm của khách hàng và tạo ra tác động tích cực cho toàn bộ cái hành trình du lịch của khách hàng, từ việc đặt chỗ, vận chuyển và trải nghiệm tại điểm đến. Một số những cái giải pháp hàng đầu dành cho ngành du lịch bao gồm là các cái ứng dụng đặt phòng, đặt máy bay, có thể là đặt khách sạn hay là một số các cái dịch vụ phụ trợ, các cái tour, vân vân. Bên cạnh đó thì cũng cần phải triển khai các cái công cụ tìm kiếm nhiều hơn để giúp cho du khách có thể tìm kiếm được những cái lộ trình, những cái lịch trình và những cái chuyến đi phù hợp với nhu cầu và sở thích. Thì ở đây cái câu chuyện chủ yếu là cái chúng ta khai thác dữ liệu và một số các cái ứng dụng hỗ trợ du khách ngay tại thành phố, ngay tại các cái điểm đến. Chẳng hạn như họ có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin du lịch. Làm sao chúng ta có thể đưa những cái thông tin của nhà hàng, của các cái cửa hàng của mình vào trong đó. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có các cái tour guide ảo, các cái thông tin hướng dẫn trên không gian mạng. Tất cả mọi người đều có điện thoại di động, thì chúng ta có thể cung cấp cho họ những cái bản đồ trên điện thoại, những cái hướng dẫn, những cái như là cái leaflet nhỏ, đăng tải những cái thông tin của các cái doanh nghiệp, của các cái nhà hàng hay là các cái trải nghiệm thú vị dành cho khách hàng. Vì vậy chúng ta thấy là chuyển đổi số sẽ mang lại rất là nhiều lợi ích cho ngành du lịch, cũng như là tăng cường được cái khả năng tương tác giữa khách với lại các cái chủ doanh nghiệp, cũng như là giữa các cái đối tác ở trong hệ sinh thái khác nhau, để giúp cho họ có thể thành công trong thời gian sắp tới. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin cảm ơn ông Mayer. Thank you for the speech, and I would like to ngài Sokhan, Bộ trưởng Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia sẽ có phần trình bày. Xin kính mời ngài Bộ trưởng. Kính thưa ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kính thưa ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa ông Ong Khun Thong Khao Phan, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ông Yu Yo Soyu Sosu, Thứ trưởng Bộ Khách sạn và Du lịch Myanmar. Bà Sukhanya Sikiran Nakun, Giám đốc Quản lý Khu vực Đông Nam Á, Nam Á và Nam Thái Bình Dương thuộc
Tổng cục Du lịch Thái Lan. Kính thưa quý vị, kính thưa quý bà, quý ông, thay mặt Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia, tôi xin bày tỏ sự vinh dự cũng như rất hân hạnh vì hôm nay tôi được tham dự diễn đàn du lịch cấp cao với chủ đề là chuyển đổi số nhằm thúc đẩy phát triển du lịch vào buổi sáng hôm nay rất đẹp trời. Tôi rất vinh dự khi được tham dự sự kiện do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Việt Nam khởi xướng. Đây là một diễn đàn du lịch cấp cao và trong đó chúng ta có các lãnh đạo và chuyên gia cấp cao để chia sẻ những kinh nghiệm tốt nhất, những cách làm tốt nhất, quan điểm và thảo luận những cái giải pháp, những cách chúng ta có thể tiến tới tương lai một cách bền vững để phát triển ngành du lịch. Và nhân cơ hội này, tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng tới Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vì đã tổ chức thành công lần thứ 17 lần là hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 7 năm 2023. Và sự mở rộng cũng như là phát triển không ngừng của hội chợ du lịch này kể từ khi ra mắt vào năm 2005 đã góp phần làm tăng đáng kể số lượng khách du lịch quốc tế đến khối ASEAN và đặc biệt chúng ta phải kể đến là tới tiểu vùng sông Mekong. Bởi vì hoạt động này đã mang lại cơ hội kết nối kinh doanh ngày càng phù hợp hơn và hiệu quả hơn cho các hoạt động kinh doanh du lịch của tất cả chúng ta. Kính thưa các quý ngài, kính thưa quý bà quý ông, và rất nhiều người biết một sự thật rằng là các tổ chức công hay là tổ chức phi chính phủ hay tập đoàn hay doanh nghiệp, công ty vừa và nhỏ và các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch đều đã thấy rằng là giai đoạn vừa qua là giai đoạn chưa từng có trong lịch sử do đại dịch COVID-19. Và trước cuộc khủng hoảng này, cùng với những thay đổi trước mắt trong xu hướng du lịch toàn cầu cũng như là phát triển đa chiều của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thì công nghệ số đã trở thành một động lực lớn trong rất là nhiều ngành và đặc biệt là ngành du lịch quốc tế. Và chúng ta sẽ thấy rằng nó mang đến cả những cơ hội và thách thức mới trong nguy có cơ và các công nghệ như nền tảng đặt chỗ trực tuyến, rồi ứng dụng di động, rồi IoT, tức là Internet vạn vật, đã cách mạng hóa, đã thay đổi hoàn toàn cách con người tìm kiếm, rồi đề xuất, rồi lập kế hoạch, rồi vạch lộ trình và trải nghiệm các điểm đến mới. Và hơn nữa, về phía cung, thì các nền tảng và công cụ số cũng đã mở ra rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp và các đối tác thuộc khu vực công trong ngành du lịch và cho phép tất cả chúng ta tiếp cận toàn cầu và cung cấp một trải nghiệm ảo phong phú đến mức không ngờ và cho phép du khách đi qua một hành trình dễ dàng liền mạch trong khi từ khi chọn đến khi du lịch thực tế đến các điểm du lịch được quảng bá. Thật vậy, khách du lịch hiện nay có thể truy cập thông tin vô hạn trong tầm tay của họ thôi, trên ngón tay của họ thôi để nghiên cứu các điểm đến rồi so sánh giá cả và đặt chỗ đã đặt ra chúng ta một cái thách thức chưa từng có bao giờ. Để bắt kịp thời cơ cũng như là thực hiện vai trò một cách linh hoạt và sáng tạo thì chúng ta cần xem xét vai trò của kỹ thuật số trong việc thu hút khách du lịch bằng cách nâng cao trải nghiệm của họ và thúc đẩy các hoạt động du lịch bền vững. Và khi làm như vậy á, thì chúng ta có thể cải thiện được những cái tiềm năng của chuyển đổi số và chúng ta hiểu được cách kỹ thuật số đưa chúng ta vào con đường chung hướng tới sự phát triển bền vững cũng như là phát triển rất là toàn diện của ngành du lịch toàn cầu. Kính thưa quý ông, quý bà, chúng ta là những nhà hoạch định chính sách và chúng ta cần thấy trước được những diễn biến và có biện pháp chuẩn bị sau đó để đưa ra các biện pháp chính sách hiệu quả và đủ mạnh. Và làm như vậy, chúng tôi cũng đã làm vai trò của mình. Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong phiên quốc hội khóa 6 dưới sự lãnh đạo của Samdech Akhamoka Senapade Technohunsen, cựu thủ tướng của Campuchia. Chúng tôi đã kiên trì vượt qua thách thức của đại dịch COVID-19 để xây dựng và triển khai kinh tế số và chính sách xã hội của Campuchia năm 2021-2035 nhằm đặt ra một lộ trình dài hạn để xây dựng một nền kinh tế và xã hội kỹ thuật số đa dạng bằng cách đặt nền tảng cho việc thúc đẩy việc áp dụng và chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực. Và cùng với những cái quyết tâm tương tự, thì Chính phủ Hoàng gia Campuchia
Quốc hội khóa 7 dưới sự lãnh đạo của Samdech Moha Bovotibadei Hunmane, Thủ tướng Vương quốc Campuchia đã thông qua chiến lược 5 điểm về giai đoạn 1 về tăng trưởng công việc công bằng, hiệu quả và bền vững, xây dựng nền tảng hướng tới hiện thực hóa Campuchia về một tầm nhìn năm 2050. Và chiến lược toàn diện này bao gồm 5 ưu tiên chính, trong đó bao gồm phát triển nền kinh tế số và phát triển xã hội kỹ thuật số. Và theo yêu cầu này, thì Bộ Du lịch Campuchia kết hợp với Bộ Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới đã áp dụng một lộ trình công nghệ du lịch. Và tập nhìn của lộ trình này chính là muốn trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu trong khu vực bằng cách nắm bắt được và phát triển các công nghệ nhằm để phát triển du lịch cạnh tranh hơn và bền vững hơn, đồng thời cũng có lợi với môi trường vào năm 2030. Và theo lộ trình này, thì trong số 15 công nghệ chủ chốt mà chúng tôi đã xác định để phát triển những sản phẩm và dịch vụ, thì IoT, thực tế ảo, thực tế tăng cường, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, truyền thông xã hội là những cái công cụ quan trọng nhất để phát triển sản phẩm và dịch vụ du lịch. Kính thưa quý bà, quý ông, phát triển du lịch đòi hỏi sự hợp tác liên ngành và đa tầng. Và nếu không có sự tham gia của các bên có liên quan, thì du lịch không thể phát triển bền vững được. Bởi vì là chúng ta phát triển bền vững thì chúng ta đang nói về sức khỏe của hành tinh và con người nữa. Do đó, chúng ta cần tiếp tục tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác bằng cách là đối thoại để phát triển và đồng thời xây dựng ra một khuôn khổ vững chắc. Khuôn khổ này tập trung vào quan hệ đối tác, công tư, quan hệ con người và phát triển, còn gọi là 4P, ở một cấp độ bao gồm cấp độ quốc gia, cấp độ khu vực và cấp độ toàn cầu. Và diễn đàn này đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và được kết nối với đồng bằng sông Cửu Long nổi tiếng thế giới. Và chúng tôi thấy là cần ưu tiên nỗ lực tổng hợp và tận dụng các nguồn lực và chuyên môn của các quốc gia thuộc hạ nguồn sông Mekong cũng như các đối tác phát triển của thế giới. Những đối tác này sẽ hỗ trợ và tạo ra khuôn khổ hợp tác để làm sao đó để cấu trúc tiểu vùng sông Mekong chúng ta có thể phát triển một cách tối ưu. Và cách sử dụng không gian của chúng ta sẽ làm giảm thiểu sự trùng lắp, đảm bảo mọi quốc gia đều có ý thức cao và hợp lý hóa các nỗ lực nhằm áp dụng và chuyển đổi linh hoạt các công nghệ số trong lĩnh vực du lịch. Và ngoài ra nữa, thì các nhà lãnh đạo và những nhà lãnh đạo du lịch ở tiểu vùng sông Mekong và hơn nữa, các quốc gia khác nữa trên toàn thể ASEAN và xa hơn nữa là toàn cầu thì nên tiếp tục tăng cường phát triển nguồn nhân lực, phấn đấu thực hiện các khuôn khổ hợp tác hiện có và có tinh thần là tham vấn toàn diện, bổ sung vào quan hệ láng giềng tốt đẹp với mục đích cuối cùng là hiện thực hóa sự phát triển thông minh, bền vững và toàn diện của ngành du lịch. Tối hôm qua, tôi đã có tham dự đêm gala đặc sắc gọi là Vietnam Night với sự có mặt của tất cả những người tham gia từ nhiều quốc gia trên thế giới trong sự kiện ngày hôm nay. Sự kiện này đem lại tới một bức tranh hấp dẫn về Việt Nam. Chúng tôi đã thấy được về văn hóa, về tiến bộ vượt bậc của thế hệ trẻ và một bối cảnh phát triển không ngừng. Vì tất cả chúng ta là đến từ nhiều nước trên thế giới để tham gia về ITE Hồ Chí Minh City 2023 có chủ đề là kết nối và phát triển bền vững. Thì hội chợ này phát triển và phản ánh một cách chân thành, chân thực cho vô số những điểm đến du lịch tuyệt vời được tìm thấy trên khắp tiểu vùng sông Mekong của chúng ta. Và cùng với các nước láng giềng thì Campuchia rất tự hào, háo hức chờ đợi được cơ hội để chúng tôi được chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới, từ du khách đến từ mọi nước để khám phá những điều kỳ diệu của khu vực của chúng ta. Và với những điều này thì tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các quý ông quý bà và xin kính chúc quý ông quý bà sức khỏe, thịnh vượng và nhiều thành công. Xin cảm ơn quý vị. Xin trân trọng cảm ơn Ngài Bộ trưởng Sok Sokhan. Sau đây thì chúng tôi xin mời Ngài Onthong Khao Phanh,
Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ phát biểu. Kính mời ngài. Very good morning, everyone. Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Văn Hùng, kính thưa ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Excellency Mr. Phạm Văn Mai, Chairperson of Committee of Ho Chi Minh City. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn Văn Việt, Deputy. Ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Excellency Mr. Sokhen, Minister of Tourism ông, of Cambodia. Ông Sokhen, Bộ trưởng Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia. Ông Uvio Yosou, Thứ trưởng Bộ Khách sạn và Du lịch Myanmar. Kính thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay tôi rất vinh dự và hân hạnh được tham dự diễn đàn du lịch cấp cao về chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển du lịch được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố du lịch phải nói rất là năng động và đầy giá trị lịch sử của Việt Nam. Đại diện cho Phái đoàn Lào thì tôi xin nhân cơ hội này để bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vì sự sắp xếp chu đáo cũng như sự tiếp đón nồng nhiệt dành cho phái đoàn của chúng tôi. Diễn đàn này là một diễn đàn rất quan trọng đối với ngành du lịch. Câu chuyện chuyển đổi số chắc chắn sẽ mang đến rất là nhiều tác động đối với ngành du lịch, bởi vì nó giúp cho du khách có được thêm nhiều trải nghiệm, sản phẩm và phong cách sống ở trên không gian số. Ngày nay, khách du lịch đang sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để tìm kiếm thông tin, và điều này có thể mang lại rất là nhiều lợi thế dành cho ngành du lịch. Chúng tôi thừa nhận rằng thế giới ngày nay là một thế giới ngày càng kết nối hơn, và khách du lịch ngày càng dựa nhiều hơn vào các kênh mạng xã hội để có thể lên kế hoạch, lên lịch trình cũng như là đặt chỗ cho chuyến đi của mình. Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào đã hợp tác chặt chẽ với Bộ Công nghệ và Truyền thông để xây dựng kế hoạch số hóa ngành du lịch như là một trong những có phần quan trọng trong chiến lược tiếp thị du lịch của đất nước. Tôi thực sự tin tưởng rằng ngày hôm nay diễn đàn du lịch cấp cao với chủ đề chuyển đổi số thúc đẩy phát triển du lịch sẽ là một nền tảng để chúng ta có thể trao đổi những thông tin để có thể có thêm được những ý kiến chia sẻ từ các nhà hoạch định chính sách du lịch, những lời khuyên đến từ các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển du lịch, đặc biệt là hướng tới ngành du lịch bền vững và mang đến một tương lai tươi sáng hơn dành cho ngành du lịch. Kính thưa quý vị, năm 2022, Lào đã đón hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế. Trong khi đó, chỉ với 6 tháng đầu năm 2023, thì Lào đã đạt được hơn 1,6 triệu lượt khách quốc tế. Trong đó, thì du khách Việt Nam là top 4 các du khách quốc tế đến với Lào. Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào đã có một sự hợp tác hiệu quả với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Việt Nam. Một số kế hoạch hành động đối với ngành du lịch cũng đã được triển khai nhằm quảng bá du lịch của hai quốc gia Lào và Việt Nam. Năm 2024, Lào sẽ đăng cai diễn đàn du lịch ASEAN ATF từ ngày 22 cho đến ngày 27 tháng 1 năm 2024 tại thủ đô Viêng Chăn, kết hợp với lại việc phát động năm du lịch Lào năm 2024 với mục tiêu thu hút nhiều khách du lịch quốc tế đến với Lào cũng như thúc đẩy các hoạt động du lịch Lào và nâng cao chất lượng dịch vụ để có thể đạt được các tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, cũng sẽ có rất nhiều các cơ sở hạ tầng, cơ sở du lịch và các sản phẩm dịch vụ mới được phát triển, được triển khai để có thể phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách du lịch. Xin chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý nhiều sức khỏe và thành công.
Và nhân cơ hội này, tôi cũng xin trân trọng được mời tất cả các quý vị khách quý, các quý vị đại biểu có cơ hội để đến với Lào tham dự diễn đàn du lịch ASEAN năm 2024 tại thủ đô Viêng Chăn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Ngài Anton Kaufman. Sau đây thì chúng tôi xin mời ông Yamashita Yukio, chuyên gia cao cấp của Viện Nghiên cứu Giao thông và Du lịch Nhật Bản sẽ phát biểu. Xin kính mời ông. Tôi tên là Yukio Yamashita, đến từ Viện Nghiên cứu Giao thông và Du lịch Nhật Bản. Ngày hôm nay thì một lần nữa tôi rất là hân hạnh khi được có mặt ở đây để có thể chia sẻ phần trình bày của mình tại diễn đàn du lịch cấp cao. Và ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ một vài cái sáng kiến trong việc là nâng cao cũng như là phát triển nhân sự cho lĩnh vực du lịch, đặc biệt là đối với khía cạnh về giao thông. I must request your understanding to speak. Đầu tiên thì tôi xin phép là bỏ qua một vài thông tin bởi vì do thời gian có hạn. Then đầu tiên thì chúng ta sẽ xin phép được trình bày về cái thực trạng hay còn gọi là tình hình của ngành du lịch tại Nhật Bản. Chúng ta thấy là ngành du lịch ở Nhật Bản thì có rất là nhiều cái điểm sáng nhưng mà cũng có rất là nhiều những cái mặt hạn chế. Đối với các cái điểm sáng thì chúng ta thấy đây là một trong những cái ngành mà có triển vọng tăng trưởng dài hạn, và đây cũng là một trong những ngành dẫn đầu để có thể thúc đẩy phát triển kinh tế Nhật Bản và có tiềm năng trở thành ngành công nghiệp chủ chốt trong tương lai. Tuy nhiên, song song với đó thì hiện tại đây là một trong những ngành có thể nói là chiếm dụng, có thể là chiếm dụng lao động rất là cao, và thật sự là ảnh hưởng đến cái quá trình quản lý cũng như là vận hành đội ngũ nhân sự này. Tuy nhiên, tại Nhật Bản thì ở đây chúng ta thấy ngày nay chúng tôi đang, mặc dù là như vậy, nhưng chúng tôi vẫn có cái tỷ lệ chiếm dụng lao động thấp hơn so với các ngành công nghiệp khác. Và trong ngành du lịch thì chúng ta thấy rằng hiện tại thì động lực của du lịch tại Nhật Bản cũng chưa cao lắm, cho nên là đang thiếu lao động. Và những cái biểu đồ này cho chúng ta cũng thấy một điều rằng là ở bên trái đó thì là phần trăm của các công ty mà hiện tại là đang thiếu lao động. Và các bạn thấy là cái biểu đồ cho thấy một cái sự thiếu hụt về cả cơ sở hạ tầng nữa, chẳng hạn cơ sở lưu trú và phục vụ về đồ ăn thức uống. Và chúng ta cũng xem luôn là những cái thể loại như thế này, phân loại này, có thể thấy rằng ngành chúng ta tại Nhật Bản đang đi sau những cái ngành công nghiệp khác. Vậy vì lý do là người ta không có quan tâm cũng như là không có đổ xô vào ngành này làm như lúc trước nữa. Và do đó, tỷ lệ lao động ngày càng thâm hụt, đó là một cái vòng tròn lặp lại. Khi mà không hấp dẫn thì người ta không gia nhập, và không gia nhập thì lại là thiếu người tiếp tục. Trong biểu đồ này chúng ta cũng có thể thấy là so sánh các ngành khác nhau tại Nhật Bản như thế nào. Và so sánh năng suất lao động theo ngành, theo giá trị do mỗi đầu nhân viên năm 2018, thì cái giá trị của các ngành khác là cao hơn. Thì đó cho thấy rằng là năng suất lao động trong ngành lao động phải được tăng lên trong ngành du lịch. Uh,
Based on the current situation of the Japan tourism industry that I just described, I will now discuss the direction for future strategies. As already mentioned, Japan tourism industry has low wages and labor shortage, but it is also has the potential to grow as a core industry. Làm cái công việc của họ nữa. To achieve this growth, để làm được it is necessary to transition to a high income industry by improving value added labor productivity. Nhằm có thể trả lương cao hơn cho người lao động. It is important to shift from relying on service level and the pricing set by travel agency and online travel agent to a business model where service level and pricing and determination determined automatically. Nó sẽ được nâng tầm. This shift is crucial for improving value added to the ngành du lịch và OTA có quyền tự quyết về các mức độ dịch vụ và ấn định giá. Và cũng có liên quan tới những cái vấn đề như là phát triển du lịch tại các nước khác rồi hợp tác với từng khu vực tại Nhật Bản. Và tôi xin nói thêm về cái hướng đi tiếp theo là những biện pháp cơ bản. Là chúng tôi cũng có đề nghị tới quốc gia xây dựng và trình bày chính sách cho khách du lịch. Và trên slide này cũng có nói rõ những cái vấn đề rồi và tôi sẽ tập trung vào cái chuyện khác, nó không đề cập tới ở đây. Bởi vì tôi tin rằng là chúng tôi đã nói nhiều về ở du lịch ở nước Nhật rồi và nói về tính năng backcasting trong khu vực thì backcasting có nghĩa là chúng tôi đã nhìn vào cái tương lai của du lịch và nhìn lại hiện tại mình cần gì để làm để hướng tới cái tương lai đó. Điều này nói lên là chúng tôi đang cần thiết phải xem lại cái dự báo ngược này á là một công cụ hiệu quả phù hợp với cả hai phía nhu cầu và phía cung để tăng năng suất của du lịch. Chúng tôi dự định đưa ra một cái bối cảnh là du lịch là nó sẽ có định hình dạng như vậy và chúng tôi quay lại để thấy rằng là cần thiết phải làm gì ngay bây giờ, là một công cụ nào cần thiết và nâng cao lĩnh vực nào. Nhận thức trong một khu vực rằng là năng suất không thể được cải thiện đơn giản bằng cách là chuyển đổi sang kỹ thuật số mà thôi. Slide này cũng cho thấy là tính năng backcasting, gọi là dự báo ngược, nó có một hiệu quả như thế nào. Chúng tôi, cái màu vàng á, là cái chỗ mà chúng tôi dự định một cái tương lai lý tưởng như thế nào và chúng tôi quay trở lại hiện trạng bây giờ để có chia thành lộ trình, gọi là phân kỳ, những cái kỳ phát triển của ngành du lịch của Nhật Bản. Tôi sẽ nói tiếp về những cái điểm tổ chức quản lý điểm đến. Tổ chức quản lý điểm đến này là một tổ chức bao gồm nhân lực, vật lực và tài lực, sau đó để có thể phục vụ cho cái mục tiêu gọi là backcasting hồi nãy của chính phủ, tức là dự báo ngược. Từ đó thì họ phải thấm nhuần, nắm vững những cái nhu cầu và những nguồn lực đang có nhằm để phát triển. Họ sẽ có những cách sáng tạo hơn để có thể tiếp thị những điểm đến du lịch và những cái điểm mà trước giờ mọi người nghĩ là đã biết rồi, bây giờ có thêm những cái mới vào đấy. Một cái nữa tôi xin nói là về chuyện backcasting cho toàn khu vực, ngay cả phía cầu và phía cung. Next, nó sẽ nói về khách hàng quốc tế, khách hàng trong nước, rồi thu thập dữ liệu, rồi thông tin bên ngoài. Nó trong về phía cầu đi, thì chúng tôi làm sao phải biết được là phía khách hàng cần cái gì. Chúng tôi phải đào sâu vào những cái điểm đó. Hiện tại thì sẽ không có hiệu quả gì nếu mà chúng ta cứ làm tiếp thị, nhưng chúng tôi cũng làm tiếp thị nhưng mà lại không biết là khách hàng muốn gì ở nước Nhật. Và do đó chúng ta thu thập được dữ liệu người dùng. Và cần thiết là chúng tôi phải có những cái dịch vụ khác nữa để phục vụ cho toàn thể ngành du lịch. Đây là một cái ngành tổng hợp liên ngành. Và do đó những cái dịch vụ theo kiểu cung cấp là một lần thì có lẽ là không hiệu quả. Và nói về chuyện cung cấp thì cái chuyện kỹ thuật số này sẽ giúp cho chúng ta có được dịch vụ toàn diện và liền mạch và tận dụng được những cái cách vận hành hiệu quả hơn và giảm bớt chi phí, quản lý tốt hơn, quản lý về tình trạng của cái điểm đến, rồi cơ sở vật chất, rồi dịch vụ, rồi thậm chí là quản lý từ xa và hơn thế nữa. Rồi mô hình này cũng nói về vai trò của chuyển đổi số về nâng cao hiệu quả kinh doanh trong ngành lưu trú,
dựa trên công nghệ thông tin. Đây là một cái bài học thành công tại suối nước nóng Tumaraki. Và khi nói về chuyển đổi số với chuyện mà tầm nhìn từ tương lai về hiện tại của toàn khu vực, thì chúng tôi phải đề xuất ra các biện pháp là bảo đảm nguồn nhân lực cho công nghệ số này. Bởi vì họ phải đủ năng lực, họ phải đủ vật chất, phương tiện để làm. Đó chính là cái vai trò của các ngành khác nhau, để chính phủ có thể chỉ đạo các ngành đó làm sao để chúng ta bảo đảm được nhân lực trong ngành và kỹ năng của những người hoạt động trong ngành, để bảo đảm rằng có đủ nhân lực, vật lực, tài lực và khả năng của những con người làm trong ngành đó. Chúng tôi cũng học hỏi từ các nước khác để thấy rằng các nước khác đã vận dụng hiệu quả như thế nào những cái mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của họ, lập kế hoạch dài hạn nhưng mà vận hành thì phải xem những cái mục tiêu ngắn hạn hơn và cân nhắc những cái mức lương. Rồi toàn khu vực thì chúng tôi cũng có nghiên cứu điển hình về đảm bảo nguồn lực, là chúng tôi có một cái ban để mà quản lý về DX để có thể quản lý tốt hơn cái nhu cầu về chuyển đổi số và thu thập những số liệu. Tôi sẽ bỏ qua phần video, đáng lẽ là tôi sẽ dưới video nhưng mà không đủ thời gian. Tôi sẽ nói thêm về sự phát triển nguồn nhân lực cần thiết cho DX về lâu dài. Các cơ quan chính phủ của chúng tôi cũng rất là quan tâm tới việc chuyển đổi số trong chính phủ, và có nhiều khoản đầu tư công đã được đưa ra nhằm để tập trung vào phát triển hệ thống. Tuy nhiên là hiện tại thì các hệ thống nó phát triển khá là rạc. Và do đó thì hệ thống này không phải lúc nào cũng được sử dụng hiệu quả để phát hiện được nhu cầu của người du lịch. Do đó chúng tôi rất là cần cái chuyện mà có một đội ngũ đầy đủ năng lực để có thể hiểu được những cái điểm còn lẻ tẻ này, kết nối lại. Và chúng tôi thậm chí là có những cuộc thi dành cho IT và DX, và cùng lúc đó tập trung vào chuyện nuôi dưỡng tài năng. Những người đang có thì chúng tôi sẽ giữ họ lại những cơ quan để phát triển họ lên, có một lộ trình. Và cái đó, chúng tôi xin nói về nghiên cứu điển hình phát triển nguồn nhân lực cho vùng Okinawa, là cả một khu vực về kinh tế du lịch tại Okinawa. Và trong cái cao đẳng công nghệ quốc gia đó, chúng tôi cũng có đào tạo nhân lực cho ngành kỹ thuật số. Và nói chung thì tôi cũng xin nói rằng là những cái nhu cầu cũng như là những cái số liệu đưa ra hôm nay của Nhật Bản đã được tập trung để nói trình bày trong ngày hôm nay. Tuy nhiên là hiện tại chúng tôi cũng biết là những số liệu này cũng không chắc là có thể áp dụng được cho các quốc gia khác. Chúng tôi chỉ trình bày từ phía của mình trong ngành du lịch của nước tôi mà thôi. Và cuối cùng, tôi cũng xin nói là lại Hà Nội, đầu tháng 10 năm nay, thì nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam, thì chúng tôi sẽ có một hội thảo du lịch tổ chức với Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch của Việt Nam, nhằm để có thể là cùng nhau phát triển du lịch ở Nhật Bản và Việt Nam. Và đó là vào tháng 10 năm 2023 tại khách sạn Mille Hà Nội, và trực tuyến nữa. Tôi xin chào quý vị. Xin cảm ơn ông Yamashita Yukio. Để kết thúc cái phiên về vai trò của chuyển đổi số trong phát triển du lịch, thì chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kinh tế số, Xã hội số, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Sau cái phiên thứ hai thì xin mời đồng chí Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch sẽ điều hành. Xin kính mời. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Việt Nam,
Kính thưa đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa các vị lãnh đạo các bộ ngành quốc tế, kính thưa các quý bà và quý ông. Thay mặt Bộ Thông tin Truyền thông, hôm nay tôi xin trình bày một cái tham luận về vai trò của chương trình chuyển đổi số quốc gia trong kết nối du lịch với các ngành có liên quan. Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã xác định du lịch là một trong 8 lĩnh vực quan trọng được ưu tiên chuyển đổi số. Chuyển đổi số là thay đổi cách làm dựa trên công nghệ và dữ liệu. Trước đây, chúng ta làm du lịch thế nào thì nay, với sự phát triển của công nghệ, chúng ta đang đứng trước cơ hội làm khác đi, theo hướng sáng tạo hơn, hiệu quả hơn và mang lại nhiều giá trị kinh tế hơn. Từ góc độ của Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan điều phối của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chúng tôi sẽ tập trung vào vai trò của công nghệ, của chuyển đổi số, gợi mở về cách tiếp cận mới, giải quyết một số bài toán của du lịch mà không chỉ cho Việt Nam mà còn của nhiều quốc gia khác. Thứ nhất, công nghệ giải quyết vấn đề liên kết, hợp tác giữa các thành phần hướng tới mang lại trải nghiệm du lịch cho khách du lịch. Nói đến du lịch là nói đến cộng tác. Một nhà cung cấp dịch vụ đơn lẻ sẽ không cung cấp được tất cả các loại hình dịch vụ mà du khách cần. Vì vậy, cần có sự cộng tác, liên kết giữa các nhà cung cấp dịch vụ với nhau. Công nghệ sẽ giải quyết được vấn đề này thông qua kết nối API giữa máy với máy, trao đổi theo thời gian thực. Trong đó, các giao dịch được thực hiện tự động giữa các nền tảng số. Doanh thu giữa các bên tham gia sẽ cùng được chia sẻ, phân phối giữa các nền tảng tự động, tạo nên hình thái kinh tế mà chúng ta vẫn thường quen gọi là kinh tế nền tảng, hay tiếng Anh gọi là platform economy. Từ góc độ khách du lịch, mong muốn được sử dụng một ứng dụng du lịch duy nhất để thực hiện tất cả các thao tác cần thiết để chuẩn bị cho việc đi du lịch của mình. Ứng dụng duy nhất này cung cấp đầy đủ thông tin về du lịch, cho phép thiết lập hành trình, khuyến nghị về các địa điểm du lịch hấp dẫn. Giao diện ứng dụng này cũng cần phải đơn giản, thời gian sử dụng phản hồi nhanh, dễ sử dụng. Từ góc độ của chủ cơ sở lưu trú, làm thế nào để bán và phân phối được các nhiều phòng nhất tới du khách, làm sao để du khách lưu trú càng lâu càng tốt. Từ góc độ của đại lý du lịch và các doanh nghiệp lữ hành, làm thế nào để đáp ứng được các yêu cầu của du khách. Yêu cầu của du khách thường không bất biến mà luôn thay đổi theo hình thực tế, và vì vậy thông tin luôn phải được đồng bộ, liên thông trên các kênh số. Có như vậy thì mới phản ứng nhanh được, mới có những phù hợp với những thay đổi của khách du lịch và để khách du lịch ở lưu trú lại càng lâu càng tốt. Như vậy ngành du lịch cần làm gì? Phải chuyển nhanh một số khâu của du lịch sang online để tăng tốc thúc đẩy các khâu còn lại. Bất kỳ một khâu nào của hoạt động du lịch được chuyển sang online sẽ là đã tạo ra được một hệ số nhân cho toàn bộ ngành du lịch tăng trưởng. Thứ hai là phổ cập hóa ứng dụng AI, trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã được Việt hóa. AI cần được phổ cập, thâm nhập vào mọi lĩnh vực, mọi nơi, mọi chốn, trong mọi ngành, mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp trong ngành du lịch. Cần xây dựng những ứng dụng AI do Việt Nam phát triển từ dữ liệu như mục tiêu, lựa chọn thuật toán, huấn luyện để AI hiểu được văn hóa, thuần phong mỹ tục, đậm đà bản sắc dân tộc Việt. Thứ hai là vai trò của các nền tảng số dùng chung. Chương trình chuyển đổi số quốc gia, chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số đã xác định giải pháp thúc đẩy chuyển nhanh chuyển đổi số là thông qua việc sử dụng các nền tảng số dùng chung. Dùng chung thì triển khai nhanh, rẻ. Dùng chung thì dữ liệu tập trung. Mà dữ liệu tập trung thì sẽ hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Nếu như trước đây, mỗi một cơ sở lưu trú sử dụng một phần mềm quản trị và kinh doanh du lịch riêng rẽ, độc lập,
thì nay sử dụng nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch dùng chung. Thay vì 33.000 cơ sở lưu trú tự triển khai mỗi cơ sở một phần mềm, thì sử dụng dịch nền tảng như một dịch vụ, trả tiền như trả tiền điện, tiền nước, dùng bao nhiêu, trả tiền bấy nhiêu, và như vậy sẽ rút ngắn được thời gian, giảm chi phí đầu tư, thông tin về trạng thái phòng luôn luôn được cập nhật, đồng bộ. Quan trọng nhất, khi sử dụng nền tảng dùng chung thì dữ liệu được tập trung. Đây là nguồn tài nguyên vô giá để các doanh nghiệp công nghệ đổi mới sáng tạo, thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra giá trị mới, tiếp cận tập khách hàng mới. Trong năm 2023, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cùng nhau xác định một số nền tảng dùng chung quốc gia, cùng với các địa phương thúc đẩy sử dụng thống nhất. Đó là các nền tảng cốt lõi ở tầm quốc gia như hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch, nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch, ứng dụng du lịch quốc gia Du lịch Việt Nam, Việt Nam Travel, thẻ Việt, thẻ du lịch quốc gia, cũng như các trang mạng quảng bá hình ảnh thương hiệu du lịch quốc gia. Đây cũng chính là các nội dung quan trọng được thể hiện trong nghị quyết số 82 của Chính phủ về nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy nhanh, phục hồi, tăng trưởng, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả bền vững. Thứ ba, cộng tác không chỉ là sân chơi của những doanh nghiệp nền tảng lớn, nhưng sẽ còn vô vàn những cơ hội thị trường ngách cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Nhu cầu cá nhân là thiên biến vạn hóa, không ai giống ai cả. Doanh nghiệp công nghệ nhỏ và vừa biết cách sử dụng trí tuệ nhân tạo, cung cấp dịch vụ cá nhân hóa đến từng du khách cũng có thể có rất nhiều lợi thế trong cuộc cạnh tranh này. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một doanh nghiệp công nghệ số dựa trên công nghệ AI có thể cung cấp trợ lý ảo cho các khách du lịch, có thể trả lời cho khách du lịch những câu hỏi cơ bản mà bất kỳ một khách du lịch nào cũng quan tâm khi đến thăm một vùng đất mới, đó là ăn gì, chơi gì, ở đâu. Thứ tư, công nghệ mang lại công cụ mới cho quản lý nhà nước. Quản trị số được coi như là một quan hệ sản xuất mới để bảo đảm cho sự phát triển của du lịch được nhanh, bền vững. Sử dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng du lịch, dịch vụ công, hệ thống giám sát, ra quyết định dựa trên dữ liệu và nâng cao năng lực thực thi. Muốn quản trị và thúc đẩy cái gì thì phải đo lường được cái đó. Vấn đề của quản lý du lịch và cũng như của nhiều ngành lĩnh vực khác từ trước đến nay là thiếu thông tin. Một lãnh đạo địa phương hầu như không có một cách nào để biết là đã có bao nhiêu khách đến tỉnh mình du lịch, lưu trú lại bao nhiêu đêm, thói quen ăn tiêu tiêu dùng là gì. Việc đo lường sự phát triển của du lịch không chỉ ở tầm quốc gia mà tầm ở các địa phương, không chỉ hàng năm mà hàng tháng, hàng quý, không phải là làm bằng tay mà làm tự động. Nền tảng số quản trị và kinh doanh du lịch dùng chung sẽ giải quyết được vấn đề này. Dữ liệu tập trung mang lại bức tranh đầy đủ, tổng thể theo thời gian thực về du lịch Việt Nam, phục vụ quản lý, quy hoạch, dự báo thị trường, chất lượng du lịch từ đó sẽ được cải thiện nhờ vào số liệu theo thời gian thực. Thứ năm, về kỹ năng số. Đại dịch COVID-19 đã qua đi, người dân đã dần quen với việc sử dụng công nghệ số. Quét mã QR, mua hàng trực tuyến đã dần trở nên phổ biến. Người dân đã có kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng và từ đó tiếp cận được các dịch vụ du lịch tốt, chi phí hợp lý. Nhưng cũng chính vì vậy, yêu cầu về trải nghiệm du lịch của du khách ngày càng một khắt khe hơn, tạo áp lực không nhỏ cho các nhà cung cấp dịch vụ, các đại lý du lịch và các doanh nghiệp lữ hành buộc phải thay đổi. Thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt là nhân lực quản trị và kinh doanh du lịch, doanh nghiệp cung cấp nền tảng thì cần đầu tư nhiều hơn vào công tác đào tạo. Đào tạo thì làm theo cách làm mới, là dựa trên nền tảng, sử dụng nền tảng để đào tạo. Như vậy, chúng ta vừa có nhân lực am hiểu về chuyên ngành quản trị và kinh doanh du lịch, vừa có nguồn nhân lực có khả năng sử dụng thuần thục các nền tảng trong tương lai. Thứ sáu, về hợp tác trong quốc tế trong lĩnh vực du lịch. Du lịch là một lĩnh vực có mang tính hội nhập rất cao. Một người Việt Nam có thể đi du lịch trong nước mà cũng có thể đi du lịch các nước nước ngoài như Lào, Campuchia, Thái Lan và ngược lại, các du khách trên các nước cũng có thể đến Việt Nam du lịch. Với mức độ hội nhập quốc tế cao như vậy, khu vực Đông Nam Á đã trở nên một thị trường du lịch lên tới 600 triệu khách. Vậy thì bài toán đặt ra là làm thế nào để khai thác thị trường này một cách triệt để, hiệu quả, mang lại hiệu quả kinh doanh, kinh tế cao nhất
cho các bên tham gia. Nếu như cách tiếp cận thông thường thì rất khó đạt được mục tiêu này. Thế nhưng tiếp cận sử dụng công nghệ số, sử dụng dữ liệu thì đây là mục tiêu khả thi. Nhân dịp sự kiện ngày hôm nay, Bộ Thông tin Truyền thông đề xuất với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Thứ nhất, hình thành mạng lưới các doanh nghiệp công nghệ số trong lĩnh vực du lịch Travel Tech. Trong đó, các doanh nghiệp lớn đóng vai trò dẫn dắt, hình thành hệ sinh thái du lịch. Thứ hai, các doanh nghiệp công nghệ số, kể cả các doanh nghiệp công nghệ số nhỏ và vừa, tham gia tích cực vào các hiệp hội, hội liên quan đến du lịch để thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành du lịch. Thứ ba, hai bộ sẽ cùng phối hợp ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu, tức thời giữa các thành phần trong hệ sinh thái du lịch Traveltech, hướng tới mang lại trải nghiệm du lịch toàn trình cho khách du lịch. Tất cả mọi thao tác đều được thực hiện thông qua một ứng dụng di động duy nhất. Nhân dịp này, Bộ Thông tin Truyền thông trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành quốc tế và các vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chúc diễn đàn cấp cao của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Tuấn. Bây giờ diễn đàn du lịch cấp cao của chúng ta sẽ đi vào phiên 2 với nội dung về liên quan tới giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong ngành du lịch. Mở đầu phiên 2, chúng tôi xin giới thiệu ông Mark Hu, Giám đốc điều hành phụ trách Việt Nam của Google Châu Á-Thái Bình Dương tham luận. Xin kính mời ngài. Xin kính chào quý vị, một buổi sáng an lành và xin chào tất cả mọi người. Và xin kính thưa ngài Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Kính thưa ngài Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và kính thưa các quý vị, các lãnh đạo và Google ngày hôm nay, đại diện Google, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn và chào mừng trong một sự kiện rất là quan trọng như thế này. Ngày hôm nay chúng ta đang thúc đẩy du lịch và như thế nào chúng ta có thể tận dụng được những thế mạnh của chuyển đổi số vào trong ngày này. Đó chính là những cái mục tiêu của cuộc thảo luận ngày hôm nay. Tôi là Mark và tôi là Managing Director của Google ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và tại Việt Nam nữa. Tôi đã làm việc tại công ty Google khoảng hơn 12 năm và tôi phải nói rằng là đó là một sự hân hạnh thật sự để có thể làm việc và làm việc trong ngành technology, tức là công nghệ nữa. Đấy là một cái điều mà tôi cảm thấy rất là cảm ơn vì thời đại công nghệ đang tiến hành với chúng ta và Việt Nam cũng đang cùng với các nước khác đang chuyển qua quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và chúng tôi cũng rất là hân hạnh để có thể mang lại những cái sáng kiến và để nhằm đưa ra những cái cảnh đẹp của Việt Nam qua nền tảng công nghệ, những cách mà ai cũng có thể đóng góp vào cái chuyện mà đem những cái hình tảng này do là mọi người thế giới để chiêm ngưỡng. Chúng ta thấy là Google đang rất là tập trung vào những sản phẩm của mình, về công nghệ của mình. Và theo nhiều năm qua thì chúng tôi cũng đã có giới thiệu được văn hóa của Việt Nam ra với bạn bè quốc tế. Một cái ví dụ cụ thể ở đây là trên Google Search đi. Khi các bạn tới cái trang chủ để tìm kiếm đó thì các bạn sẽ thấy có một cái là doodle, tức là vẽ doodle đó. Thì đôi khi á là trên đó thì cái logo nó thay đổi dựa vào những cái sự kiện văn hóa đang diễn ra tại nước đó hay là địa điểm cụ thể nào đấy. Và gần đây nhất thì vào ngày 2 tháng 9 thì chúng tôi đã thay đổi cái Google trên cái trang tìm kiếm thành cái thông điệp là chúc mừng ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và YouTube cũng có một đối tượng là đâu đó khoảng chừng là 2 tỷ lượt xem mỗi tháng và YouTube đã thành một cái hiện tượng lớn là mọi người xem những video trên đó để mà họ biết được là mình nên đi đâu vào cái lần đi nghỉ sắp tới. Đó là một cái nội dung dành cho người dùng và đặc biệt là một nơi thú vị để chúng ta nghiên cứu về xu hướng người dùng. Chúng tôi cũng đã có một cái sự hợp tác chặt chẽ với INEP về cái kênh YouTube của chúng tôi. Và chúng tôi đã có rất là nhiều người
tạo nội dung trên nền tảng này để có thể hashtag là Discover Việt Nam, tức là khám phá nước Việt Nam. Và Google Ads đã làm gì với những cái bức hình về văn hóa? Google Ads và Culture, chúng tôi gọi tắt là Google A&C đó, chúng tôi sử dụng công nghệ để có thể là số hóa những cái bảo tàng, để số hóa bằng công nghệ, đem tới những cái khoảnh khắc mà bằng cách nào đó những người trên thế giới sẽ xem được những cái khoảnh khắc về văn hóa đó, và thành những câu chuyện nó rất là cuốn hút người xem cho bất cứ ai. Như vậy thì trong 10 phút ngày hôm nay, tôi sẽ nói một cách ngắn gọn về nhiệm vụ của Google Ads and Culture và làm sao để chúng tôi có thể thu hút người dùng, và cũng như nhiệm vụ đó là gì. Như trong một buổi rất là quan trọng ngày hôm nay, Google Ads and Culture, nghệ thuật văn hóa đó là một sáng kiến phi lợi nhuận, và đó là một công ty con của Alphabet, tức là công ty quản lý của Google. Và các bảo tàng, các cơ quan lưu trữ, các phòng trưng bày, các tổ chức phi lợi nhuận hay là nghệ sĩ, người sáng tạo nội dung trên toàn thế giới cùng nhau đem lại những cách thức mới để tiếp cận và tương tác với văn hóa, để kể những câu chuyện thú vị trên Arts and Culture của Google. Và chúng tôi cũng làm việc chặt chẽ cùng với đâu đó khoảng là với nghệ sĩ của 90 quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Vậy thì Google Arts and Culture làm gì? 90 quốc gia, 3.000 đối tác. Và chúng tôi là một nền tảng hoàn toàn miễn phí, các công cụ miễn phí cho các tổ chức văn hóa để giới thiệu trực tuyến các kho lưu trữ và câu chuyện với khán giả toàn cầu. Đó là những câu chuyện kể bằng một cách rất là hiện thực, sống động với khán giả. Và chúng tôi sử dụng những cái công cụ rất đa dạng và công nghệ đa dạng khác nhau để có thể làm được những nhiệm vụ này. Ví dụ như là máy ảnh, nghệ thuật, camera chất lượng cao, để chúng tôi có thể bắt được những cái khoảnh khắc, những cái bức hình nó là chi tiết nhất trên khắp thế giới, tại các bảo tàng. Và chúng tôi chụp hình xong rồi điểm ảnh số của nó đổ mỗi chi tiết trên độ phân giải cao. Như vậy thì nó sẽ xem thấy rất là rõ ràng. Và chúng tôi cũng tận dụng được một cái máy ảnh gọi là Street View của công nghệ về Google Maps của chúng tôi. Cho nên các bạn có thể là xem một cái công nghệ nó mô tả một bảo tàng ở 360 độ 3D luôn. Chúng tôi chẳng hạn như là nói những cái giây phút về mặt văn hóa thì những cái chi tiết rất là cực kỳ quan trọng. Và chúng tôi có những cái máy quét để bàn nữa. Bởi vì những cái bức ảnh nghệ thuật hay là những cái bảo tàng tàng thư á, nó rất là dễ bị hư. Do đó chúng tôi là số hóa lưu trữ nó. Những cái tàng thư quá khứ thì không thể lúc nào cũng tìm lại được, đúng không ạ? Thì và chúng tôi cũng trên Google Ads and Culture đó, đây là một cái kho lưu trữ nó rất là hay, và ai đó cũng có thể lên đây học hỏi được về hàng triệu những cái mẫu vật mà chúng tôi đã sưu tầm online trên đây. Chúng ta có thể học hỏi thưởng lãm rồi giám tuyển bởi chuyên gia, và bất cứ nơi nào thế giới thì chúng ta nếu có laptop, mobile phone hay là internet thì chúng ta có thể đi sâu vào những cái nền văn hóa cổ đại, rồi đi vào những cái bảo tàng, tàng thư, bằng cách là chúng ta sẽ đắm chìm trong những cái trải nghiệm đó, trong cái trải nghiệm rất là 3D, nó rất rõ ràng và nó hiện thực, sống động. Và cuối cùng thì đối với tôi thấy Google và bản thân tôi cũng rất thú vị ở chỗ này, là chúng tôi sử dụng Arts and Culture của Google như là một công cụ để lưu trữ những cái địa điểm mà có khả năng là biến mất, chẳng hạn như là Bergen tại Myanmar. Và GAC, tức là Google Arts and Culture đó, chúng tôi hiện tại chưa có, không chỉ là hình ảnh và văn bản mà thôi. Vâng, chúng tôi cũng có những cái trải nghiệm nó rất là hiện thực và nó rất là cho người ta chìm đắm trong cái khoảnh khắc đó. Google Arts and Culture, trên website này các bạn có thể zoom in, tức là chúng ta có thể phóng lớn lên để xem những chi tiết nhỏ nhất của một cái bức họa trên bảo tàng tại Amsterdam chẳng hạn. Hoặc là các bạn cũng có thể đi dạo qua để xem ra một cái bảo tàng ở 360 độ như thế nào từ phía GSC này. Và chúng tôi cũng chắc chắn một điều rằng là không gian dành cho cộng đồng công nghệ và sáng tạo là cùng nhau chia sẻ ý tưởng và khám phá những cách mới nhất để trải nghiệm nghệ thuật văn hóa. Đó là cái nơi để chúng tôi cho phép sử dụng công cụ đó để mà thỏa sức sáng tạo. Có nghĩa là gì? Đây là một dự án về Art Future. Chúng tôi sử dụng AI
nhằm để có thể là chỉnh sửa và là cho phép người dùng tạo ra những cái sự cử động trên tấm hình. Các bạn thấy trên màn hình đó, họ có thể đưa ra những hình ảnh đó, tuy nhiên là thành một nhân vật trên đó. Như là Mona Lisa đi, thì bây giờ biết nháy mắt một cách là tinh nghịch chẳng hạn vậy, thì chúng ta có thể làm được trên cái bối cảnh nghệ thuật này. Và hơn thế nữa, thì những điều mà tôi nói, cái dự án này nó hợp tác với các đối tác của chúng tôi trên khắp thế giới. Và đó là lý do vì sao chúng tôi có một cái Google Action Culture rất là thành công như vậy. Bởi vì có một lực lượng cộng tác rất là đông đảo và đầy đủ về khả năng kỹ thuật. Và ở Việt Nam cũng đã có người tham gia, rất là nhiều người tham gia rồi. Năm 2023, chúng tôi đã tung ra cái này vào thời điểm mà Covid nó còn hoành hành. Thì điều này thật sự là đúng lúc, bởi vì mọi người lúc đó ở nhà đó, thì họ cũng không có nhìn ngắm được thế giới tươi đẹp bên ngoài. Và họ sẽ dùng cái nền tảng này để đi khắp thế giới bằng phương tiện ảo. Đầu tiên thì họ đi Việt Nam trước cái đã. Đây là cũng mục tiêu của Google. Những cái cảnh đẹp, những thắng cảnh kỳ quan của Việt Nam thể hiện trên màn hình nó vô cùng sống động và thu hút. Và một lần nữa thì tôi cũng muốn nói rằng tôi rất rất cảm ơn vì chúng tôi đã có được sự hỗ trợ của Việt Nam, rồi VNX và có Tổng cục Du lịch, rồi các cơ quan du lịch của Quảng Bình, Đà Nẵng, Huế và Osalis. Và tôi một lần nữa cảm ơn quý vị vì đã rất là hỗ trợ trong suốt thời gian vừa qua. Và đây để lẽ ra là một video về những cảnh đẹp của Việt Nam. Tuy nhiên là không có thời gian cho nên là tôi sẽ bỏ qua đoạn video này. Và khi mà chúng tôi không trình bày video thì chúng tôi sẽ mô tả nó. Tức là cái cảnh đẹp của Việt Nam được thể hiện trong video này là hang Sơn Đòn. Và khi đầu tiên tôi xem cái video đó, tôi chưa biết Sơn Đòn trước đó nha. Tôi xem thì tôi cảm thấy là rất là ấn tượng với cảnh đẹp của Việt Nam và cái hang động đó. Hang động lớn nhất mà. Có thể là lớn nhất trên thế giới luôn. Và tôi đã nghiên cứu và tôi thấy rằng đáng đi lắm. Nhưng mà đủ đi thì phải là 5 ngày 6 đêm gì đó mới đủ. Và lúc đó thì tôi đã đi. Tôi nghĩ là sẽ dự định đi vào năm 2025. Bởi vì năm tới là những chuyến du lịch ở đó là đã được book hết rồi, không còn chỗ để tôi book nữa. Phải đợi tới 2025 mới đi được hai Sơn Đòn. Và để các bạn đi qua cái này, thì video nói về Việt Nam như thế nào, Action Culture sẽ giới thiệu những cái đẹp Việt Nam đó. Tôi khuyến khích các bạn là hãy xem qua đi, hãy thử đi. Search Google là Wonders of Vietnam, Google sẽ là Culture. Thì mình sẽ thấy những cái cảnh đẹp như thế này, những cái công cụ rất là tuyệt vời để chúng ta khám phá những cảnh đẹp của Việt Nam. Nhưng ngày hôm nay, năm 2021 đó thì chúng ta tung ra tại Việt Nam. Mà hôm nay là thời điểm để chúng tôi công bố cũng như là giới thiệu cho các bạn những cái phần trình diễn tuyệt vời về văn hóa mới của chúng tôi dành cho Việt Nam trên Google Arts and Culture. Và cái cuộc triển lãm này là được thực hiện cùng với Heritage và Art Gallery với Action Culture. Có nghĩa là chúng tôi đã tung ra cho thế giới thấy luôn, chứ không phải là cho người Việt Nam thấy, chỉ người Việt Nam mà thôi. Và đây, trong cái bộ sưu tập này, chúng tôi đã có được những cái gọi là hình ảnh ấn tượng nhất về 54 dân tộc anh em tại Việt Nam. Và nếu các bạn search cái từ khóa này để xem trên Google Arts and Culture thì các bạn sẽ nhận ra là những cái khuôn mặt và những cái đặc điểm rất là ấn tượng của những gia tộc anh em này. Và có những đặc điểm mà các bạn sẽ không thấy ở bất cứ gia tộc nào khác trên thế giới. Do đó thì người ta sẽ rất là tò mò muốn biết là gia tộc này, những cái gia tộc anh em này là ở đâu và họ làm gì. Thì sẽ tìm hiểu thêm và họ làm gì vào thời điểm nào, vân vân. Tôi thấy rằng đây là một cái giới thiệu thật sự nó nói về cái tính đa dạng tại Việt Nam. Và Việt Nam là một nền văn hóa đa dạng, trong đó có rất là nhiều đặc điểm mà chúng ta có thể ngắm nhìn và nhận ra được những cái điểm đặc biệt đó. Google Culture đã đem lại những điều này cho thế giới thấy.
với Internet thì họ có thể xem thấy những cái bộ sưu tập thú vị này. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn là những người chụp ảnh này và những sưu tầm viên này đã dành ra 10 năm để có thể có được những bộ sưu tập ấn tượng đó. Và người chụp ảnh này đã thực sự đi tới 54 dân tộc anh em để có thể chụp hình nó thực tế như thế này và làm cho nó sống động. Mà một lần nữa tại đây, đây là một cái ví dụ về cuộc triển lãm từ British Heritage và Google Arts and Culture và Heritage Museum and Art Gallery. Và các bạn cứ lên và có thể giới thiệu với nhiều người cùng xem. Và chúng tôi rất là trân trọng sự hợp tác cùng với Particular Arts and Museum vì đã tung ra cuộc triển lãm lần thứ hai này về Việt Nam. Đây là slide cuối. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh một điều nữa là văn hóa tuyệt vời của Việt Nam và đặc biệt độc đáo tại Việt Nam là điều khiến cho tôi đến đất nước này và giữ tôi lại đây. Và tôi rất là muốn để có thể đi trên cuộc hành trình mình hơn nữa để khám phá nước Việt Nam năm nay và năm tới. Và tôi luôn luôn khám phá những điều thú vị tại đây, đất nước này. Tất cả chúng ta ngày hôm nay, tôi tin rằng chúng ta đang đứng trước một cái thời điểm mà công nghệ đang có một vai trò quyết định trong cái việc mà phát triển du lịch. Và tại Google thì chúng tôi hoàn toàn tin rằng những điều đang làm tại đây có thể nâng cái sự lan tỏa của Việt Nam lên tầm thế giới. Và đây chính là, các bạn cảm thấy rằng đây là một tình huống nó có lợi cho Việt Nam và cho Google nữa. Thì chúng tôi hy vọng sẽ có được hợp tác nhiều hơn nữa của các cơ quan và các bạn. Tôi nghĩ rằng các ai cũng có thể giúp đỡ được trong cái việc đem lại những cái trải nghiệm này cho người xem trên nền tảng của chúng tôi, để nói là một cái nền văn hóa du lịch cũng như là một sự một nền văn hóa sống động tại Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn vì đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn ông Marco. Tiếp theo chương trình xin giới thiệu bà Vidya Lichyulan lên tham luận với nội dung về vai trò của các nền tảng du lịch trong phát triển du lịch. Xin mời bà. Kính thưa quý vị, đầu tiên thì tôi muốn gửi một cái lời cảm ơn chân thành đối với tất cả các đại biểu ở đây. Và chúng ta cũng có đại diện, có Bộ trưởng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có Chủ tịch của Tổng cục Du lịch Việt Nam và ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên thì tôi muốn gửi lời chào nồng nhiệt và cho phép tôi nói rằng đây là một trong những cái sự kiện cũng như là một cái cột mốc rất là lớn dành cho tất cả mọi người ở đây đang làm trong lĩnh vực du lịch, từ cả lĩnh vực công hay là đối với các cái doanh nghiệp. Và chúng ta rất là hào hứng khi thấy được cái sự đa dạng, đặc biệt là đối với cái tối ngày hôm qua, thấy được cái sự đa dạng về mặt văn hóa của người Việt Nam. Tôi tên là Vida Saria, là Phó Giám đốc Quan hệ Chính phủ và Chính sách công của Traveloka. Ngày hôm nay thì tôi xin phép được chia sẻ về cái nội dung gọi là vai trò của nền tảng du lịch trong phát triển du lịch thông qua góc nhìn của Traveloka. Và ở đây thì tôi cũng xin phép là được xin lỗi trước để có thể bỏ qua một vài slide bởi vì thời gian có hạn ạ. Kính thưa quý vị, thì đầu tiên thì tôi muốn xin phép một chút xíu về cái lịch sử hình thành của Traveloka. Chúng tôi là một nền tảng du lịch đã được thành lập vào 17 năm trước. Và chúng tôi có hai co-founder, anh Ferry và Albert. Cũng muốn gửi lời cảm ơn và chào với tất cả mọi người. Họ đang ở Mỹ và khi mà họ quay lại và họ thấy rằng là có rất là nhiều những cái vấn đề về mặt du lịch, về cái sự hiệu quả và cái sự thuận tiện. Vì vậy, họ mới mong muốn là xây dựng ra được một cái giải pháp để mang đến được cái sự thuận tiện, hiệu quả, một cái nền tảng tốt để giúp cho tất cả mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm đến các cái dịch vụ du lịch, các sản phẩm du lịch ở trên khắp thế giới. Vì vậy, thời điểm hiện tại thì chúng tôi có hơn 45 triệu người dùng hoạt động hàng tháng tại khu vực Đông Nam Á và chúng tôi đang hoạt động tại 6 quốc gia và Việt Nam luôn luôn là ngôi nhà thứ hai của Traveloka.
Và các thưa quý vị, thì trong quá trình phát triển của Traveloka và trong cái hành trình phát triển ứng dụng và nền tảng của chúng tôi, thì chúng tôi có hơn 20 các sản phẩm và dịch vụ, từ việc các nhà hàng, khách sạn, chỗ lưu trú, các chuyến bay, villa, v.v., kể cả một số các cái dịch vụ về mặt tài chính. Và chúng tôi có hơn 10.000 đối tác ở và tại Việt Nam. Và đối với một công ty như Traveloka, thì chúng tôi cũng chỉ quan tâm, không chỉ quan tâm về hoạt động kinh doanh mà còn quan tâm về môi trường nữa. Và một vài năm trước thì chúng tôi cũng đã triển khai một cái chương trình trồng đường ngập mặn ở Indo, và sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ làm việc với các cái trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh để có thể mang đến các cái nội dung liên quan đến thông tin kiến thức số dành cho những người trẻ mong muốn làm việc trong lĩnh vực du lịch trong tương lai. Và kính thưa quý vị, ở đây thì tôi xin phép được chia sẻ về một vài cái slide ở đây, chỉ là nói về cái xu hướng về du lịch như thế nào. Thì ở đây như chúng ta thấy rằng những cái dữ liệu mà chúng tôi có được từ các cái nguồn thông tin khác nhau cho thấy rằng là quy mô thị trường nền tảng du lịch toàn cầu trong năm 2020 đạt con số 432 tỷ đô. Đây là một con số rất là lớn ạ. Và chỉ tính riêng tại thị trường Việt Nam thì con số này là 3 tỷ đô và được dự báo là có thể tăng lên đến 9 tỷ đô vào năm 2025. Và theo những dữ liệu của Traveloka thì có hơn 60% người Việt Nam cho biết là hiện tại họ đang sử dụng các cái nền tảng du lịch, sử dụng những cái công nghệ, và họ cho rằng là những cái công nghệ này nó rất là hữu ích trong việc là giúp họ lên kế hoạch, bởi vì những cái sự thuận tiện, dễ dàng tiếp cận, và đặc biệt là các cái dịch vụ mà luôn luôn mở 24/7. Và đây là những cái dữ liệu mà chúng tôi có được, cho thấy được cái lý do tại sao người Việt Nam hoặc là các khách hàng tại Việt Nam chọn những cái nền tảng du lịch như là Traveloka. Ở đây thì tôi cũng đã có đề cập một số cái lý do rồi, nhưng ở đây một cái điểm rất là quan trọng và rất là thú vị, đó chính là cái việc là phải dễ dàng để tìm thấy, để tìm kiếm cái sự thuận tiện, cái sự thuận lợi. Và tôi thấy rằng là hơn đến 70% dân số Việt Nam đang đạt 70% dân số Việt Nam là những người dùng Internet. Và có nghĩa là gì? Họ rất là quen thuộc với những cái nền tảng online, bao gồm cả các cái nền tảng du lịch. Và có rất là nhiều các cái cách thức khác nhau để chúng ta có thể mang đến các cái nội dung về du lịch dành cho các cái nhóm người dân này. Vì khi mà chúng ta nói về du lịch thì đâu là những cái vai trò cốt lõi của nền tảng du lịch? Đầu tiên đó chính là thúc đẩy du lịch. Nếu mà chúng ta nói về những cái lĩnh vực tại Việt Nam thì chúng ta thấy là chẳng hạn như là những cái nơi ở trên những cái ngọn đồi xinh đẹp, ở trên những cái bãi biển ở trong xanh, thì đây là những cái hình ảnh mà các cái nền tảng du lịch chẳng hạn như là từ Traveloka hoặc là kể cả đại diện từ phía Google cũng chia sẻ. Chẳng hạn như là anh ấy có chia sẻ là năm tới chia sẻ một trong những cái hang động lớn nhất ở Việt Nam, đúng không ạ? Hang Sơn Đồng, đúng không ạ? Vì vậy thì tôi cũng hy vọng là nếu mọi người có muốn đến hang Sơn Đồng thì mọi người hãy book dịch vụ thông qua Traveloka. Thì đầu tiên đó là cái vai trò cốt lõi, đó chính là thúc đẩy việc làm, thúc đẩy du lịch. Thứ hai đó chính là tạo việc làm. Khi mà chúng ta nói về cái thị trường du lịch truyền thống thì các cái công việc chủ yếu là các cái công việc là ở các cái làm tiếp viên hàng không hay là lại các cái cơ sở lưu trú ăn uống. Nhưng với các cái nền tảng du lịch hay còn gọi là các cái thời đại du lịch số đi, các thế hệ trẻ người Việt Nam có thể làm việc cho những cái công ty như là Traveloka. Và bởi với chúng tôi thì chúng tôi mong muốn là những người có những cái kỹ năng về phân tích dữ liệu, chẳng hạn như những có cái những cái kỹ năng chuyên về lập trình, có rất là nhiều các cái cơ hội việc làm khác nhau dành riêng cho các bạn trẻ ngày nay đối với lĩnh vực du lịch. Và đó là lý do mà tại sao tôi đã chia sẻ rằng từ năm nay trở về sau thì chúng tôi sẽ có những cái buổi đào tạo về digital literacy, có nghĩa là gì? Là kiến thức về số, về kỹ năng số dành cho các cái trường đại học tại Việt Nam. Và với những cái sự phát triển của công nghệ trong lĩnh vực du lịch thì đây cũng chính là một trong những cái phương pháp để giúp cho các doanh nghiệp chúng ta có thể mở rộng thị trường hơn. Đặc biệt là chúng ta thấy là thông qua các cái tờ cách thị truyền thống như là thăm những cái flyer, những cái tờ brochure, những cái tờ quảng cáo, thì đó là những cái cách làm cũ. Và bây giờ với một cái thế hệ người dùng sử dụng Internet thì khi đó thị trường sẽ ngày càng rộng hơn. Và tiếp theo đó chính là cái việc đa dạng hóa nhu cầu. Khi mà chúng ta nói về cái việc là sử dụng các cái nền tảng du lịch, thông thường một vài năm trước khi mà chúng ta có những cái nền tảng du lịch như ngày nay, những cái nền tảng du lịch số đó, thì những cái nền tảng du lịch trước đây chỉ có rất là ít lựa chọn dành cho khách hàng mà thôi. Tuy nhiên với cái việc
phát triển của Internet, với cái sự bùng nổ của công nghệ, thì ngày nay tất cả những người dùng có thể tiếp cận được rất là nhiều các cái loại hình du lịch, là các cái sản phẩm và dịch vụ khác nhau. Chúng ta thấy ở trên mạng có rất là nhiều các cái lựa chọn, và điều đó có nghĩa là gì? Rất là nhiều các cái môi trường để có thể phát triển kinh doanh, phát triển công việc tại Việt Nam. Và cuối cùng đó chính là chúng tôi muốn hướng đến người tiêu dùng, thì phần này tôi xin phép được bỏ qua và tôi sẽ được nói sâu hơn một chút xíu về cái phần này ạ. Đây chính là những cái dữ liệu mà đội ngũ của chúng tôi đã thống kê được, và thông qua những cái số liệu này thì chúng ta thấy ở trên slide 82% người dùng tại Việt Nam đồng ý với cái đề xuất của chúng tôi rằng là họ sẽ hướng đến các cái quảng cáo trên website nhiều hơn, bởi vì khi mà họ đi du lịch họ mong muốn là có được những cái ưu đãi ở trên các cái nền tảng du lịch, các cái trang du lịch trên mạng. Và một cái điều nữa mà tôi cũng rất là đồng ý với một vài diễn giả của chúng ta, đặc biệt là Bộ Thông tin và Truyền thông, rằng là công nghệ chính là xương sống của cái việc phát triển một cái ngành du lịch trong tương lai. Và ở đây thì tôi xin phép được trình bày thêm một cái slide cũng rất là quan trọng ở đây, cho chúng ta thấy được những cái con số quan trọng khi mà các cái người dùng của Traveloka họ đến Việt Nam như thế nào. Thì 45% người dùng sử dụng Traveloka tin rằng là các cái khu nghỉ dưỡng ở bãi biển là những cái khu mà có được cái nhu cầu cao nhất, chiếm 45%. Tiếp theo là đến các cái thành phố lớn, 36%, vẫn là một trong những cái mối quan tâm hàng đầu của các cái khách du lịch ở trên nền tảng của Traveloka. Và nếu mà chúng ta nhìn vào những cái con số tiếp theo, 33% là mong muốn được đến với những cái thị trấn hay là những cái ngôi làng ở vùng ven, ở vùng xa xa. Thì đây là cái điều mà chúng tôi nói đến cái tầm quan trọng của cái việc là kiến thức, cái giáo dục và mặt số là như thế nào. Bởi vì nếu mà chúng ta thấy rằng có rất là nhiều người mong muốn được đến được những cái thị trấn này, được đến những cái ngôi làng này, và chúng ta cần những nguồn nhân lực để có thể chào đón nhóm du khách này. Và ở đây thì chúng ta thấy Traveloka cũng đã đồng hành với rất là nhiều trong các cái hoạt động của cái chính phủ Việt Nam. Thì đầu tiên thì chúng tôi có làm việc với lại Tổng cục Du lịch dưới sự lãnh đạo của Tổng cục trưởng. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi có một cái cuộc đối thoại tăng cường hợp tác trong môi trường số. Ở đây chúng ta có rất là đại diện các bên khác nhau để có thể trao đổi, chia sẻ về những cái vấn đề trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là du lịch số tại Việt Nam. Và đây là một cái buổi mà có thể nói là chúng tôi có rất là nhiều các cái chia sẻ, những cái sự hợp tác hiệu quả. Và hướng tới thì tôi hy vọng rằng sắp tới nữa chúng tôi sẽ có thể tổ chức thêm nhiều những cái cuộc đối thoại như vậy, và có thể được mời tất cả những quý vị ở đây có thể đến tham dự và chia sẻ kiến thức của mình, chia sẻ những cái chiến lược của mình để giúp chúng ta có thể thúc đẩy du lịch số và phát triển ngành du lịch nhiều hơn tại Việt Nam. Một cái phần nữa mà tôi cũng muốn chia sẻ đó chính là chúng tôi cũng hỗ trợ Sở Du lịch Hải Phòng để ở đây tập trung vào các dự án chuyển đổi số. Chúng tôi làm việc với các chuyên gia từ phía chính phủ để có thể thiết kế các trang web để giúp cho mọi người có thể biết thêm thông tin về Hải Phòng, về lịch sử của Hải Phòng và những cái địa điểm thăm thú tại Hải Phòng. Tương tự như vậy, chúng tôi cũng làm việc với lại chính quyền thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Và điều này cho thấy được cái cam kết của Traveloka đồng hành cùng Việt Nam và đồng hành cùng với tất cả quý vị ở đây, cùng với khu vực tư, cùng với các doanh nghiệp, cùng với các cái cơ sở lưu trú, các hãng hàng không, và đặc biệt là đối với chính phủ Việt Nam. Và ở đây chúng ta nhìn lại một chút xíu trong cái giai đoạn dịch COVID-19, thì chúng tôi cũng có hỗ trợ chính phủ Việt Nam rất là nhiều các cái dự án khác nhau. Đầu tiên là có một cái dự án về khách sạn ha, giúp cho chính phủ Việt Nam thực hiện các quá trình cách ly một cách hiệu quả. Và một cái nữa đó chính là những cái chương trình có những cái chuyến bay đưa các cái y bác sĩ để trở về thành phố Hồ Chí Minh ở năm 2020, năm 2021. Thì nhìn chung chúng ta thấy rằng là chúng tôi rất là tin vào cái sự phát triển của ngành du lịch số, và tôi tin rằng đối với Việt Nam, cách duy nhất để chúng ta có thể phát triển du lịch số đó chính là thông qua sự hợp tác, thông qua các mối quan hệ hợp tác công tư. Và chúng tôi hy vọng rằng là chúng tôi sẽ có thể mang đến nhiều sự hỗ trợ hơn, mang đến nhiều những cái ý kiến, những cái chiến lược chia sẻ hơn nữa đối với các cái đối tác của mình, cũng như là những cái chương trình mà để có thể thúc đẩy du lịch số. Và một lần nữa tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành
đến với ban tổ chức cũng như là đại diện từ phía chính phủ Việt Nam đã tổ chức cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn bà William, Phó Chủ tịch quan hệ chính phủ và chính sách công của Traveloka. Sau đây xin kính mời ông Alexandre Reyer, Giám đốc quan hệ chính phủ và điểm đến của Amadeu IT Group. Xin mời. Kính thưa quý vị, xin kính chào buổi sáng. Hôm nay chúng tôi rất vui có thể quay lại thành phố Hồ Chí Minh. Và năm ngoái thì tôi đã trình bày tại diễn đàn này một lần. Và thật sự là đã có rất là nhiều người nói rằng là tôi nên chia sẻ data từ hồi năm ngoái đi với update về những cái việc đang diễn ra, đã diễn ra trong năm vừa rồi. Thì tôi sẽ chia sẻ với một cái bài trình bày cho quý vị có thể là rất là thực tế và thực tiễn nữa để có thể là mọi người có thể xem đó là gì. Và chúng tôi xin nói về những người mà chưa biết Amadeus thì chúng tôi sẽ giới thiệu một chút xíu. Amadeus là một cái công nghệ, một cái công ty chuyên về công nghệ về du lịch. Và nói chung thì chúng tôi đưa ra những công nghệ là software nè, phần mềm dành cho những cái đại lý du lịch, hãng du lịch và giữa hãng du lịch với nhau nữa. Chúng tôi cũng đã thấy là những cái hãng du lịch trên khắp thế giới hay là những cái chuyến du hành hay là hãng tàu cũng đã thực hiện với chúng tôi. Amadeus vào 2019 là chúng tôi đã có tới 8,6 tỷ hợp tác 6,8 tỷ những cái giao dịch, 8,6 tỷ những cái hành động về du lịch trên khắp thế giới. Và data đó chúng tôi đã có ghi nhận và chúng tôi cũng đã phân tích để có thể tư vấn cho các chính phủ và tổ chức trên thế giới. Chúng tôi làm điều đó với những cái module khác nhau, cho nên tôi sẽ trình bày chút xíu xíu về ba cái điều chính ngày hôm nay. Và tôi sẽ tập trung vào ba thứ. Một là nhu cầu. Chủ yếu đó là khi mà người tiêu dùng họ đến online, những cái tổ chức OTA trên thế giới đi, họ bắt đầu Expedia nè, Travel China nè, và họ tìm những cái chuyến bay tới cái điểm đến khắp thế giới. Như vậy chúng tôi có data thời điểm đó, những cái cấp độ về họ tìm là data về airport, tức là sân bay. Và cái đó thì cái thứ hai là chúng tôi nói về cái năng lực, có nghĩa là ở mỗi sân bay trên thế giới đó mà họ tìm đó thì có năng lực là bao nhiêu, chưa chở bao nhiêu hành khách. Và thứ ba, chúng tôi sẽ nói về thị trường ngách, thì có nghĩa là rất là quan trọng. Có nghĩa là trong Covid đi, thì đó là nói về những cái đại lý du lịch họ có khả năng đưa khách tới và địa điểm đến như thế nào. Thì chúng tôi xin nói về cái biểu đồ số 1, đó là nhu cầu của thế giới họ tìm kiếm Việt Nam vào 2022 là bao nhiêu. Thì có tới 1,68 tỷ lượt tìm kiếm. Thì nó là lượt tìm kiếm các bạn, không phải là người tìm kiếm mà là lượt tìm kiếm về Việt Nam trên khắp thế giới. Và chúng tôi xin chia sẻ với các bạn đây là ở cấp độ thành phố nha. Và điều này cho chúng ta thấy là cơ hội mở ra rất là lớn để xác định được là chúng ta nên đưa những cái tập trung của mình vào thị trường nào. Tại vì họ quan tâm tới Việt Nam trước mà, chúng ta phải chăm sóc cho họ trước. Cho nên đây là một cái ví dụ thôi. Có rất là nhiều roadshow với Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức ở nước ngoài. Và chẳng hạn như tại Úc đi, họ đến Sydney và Melbourne. Và bây giờ thì họ nói rằng là đi đâu nữa. Thì ngân sách của mình không nhiều, mà nước Úc lớn quá thì bây giờ mình đi đâu tiếp. Tổng cục Du lịch sẽ hỏi câu đó. Như vậy thì khả năng là có đi lên Brisbane hay không? Cái đấy mình đoán thôi, mình cứ nghĩ đại. Có ai ở Brisbane không? Có một anh ở Brisbane đây nè, trong căn phòng này. Như là đồng nghiệp, như là đồng hương của tôi. Như vậy thì các bạn thấy là thị trường này là mở ra cho Việt Nam thì là bao nhiêu người từ Brisbane muốn tới Việt Nam, chúng ta chưa biết phải không ạ? Cho nên năm nay thành phố Hồ Chí Minh thật sự là làm lot show khá là hiệu quả rồi. Và đây là chúng ta sẽ có một quyết định dựa trên data. Những nước quốc gia hay tổ chức nào có ngân sách nó ít đó, thì chúng ta phải xem xét làm sao cho đáng đồng tiền bát gạo, phải không ạ? Data nó phải giúp cho mình quyết định đúng chỗ nào. Nếu mà muốn chuyển đổi số cho hợp lý, hiệu quả, thì đầu tiên phải đo lường được cái hiệu quả của đầu tư của chúng ta. Phải đo lường được cái đã, cái chữ đo lường là quan trọng. Do đó chúng tôi xin nói về cái chuyện là từ khóa là đo lường, measure. Năm 2022 so với 2019
2019 là cái thời điểm trước Covid nha, các bạn so sánh thì là 32% của 2019. Tức là 2022 á, nhu cầu đã đi xuống còn có 1,68 tỷ so với 5,3 tỷ của năm 2019. Và đây cái nghiên cứu của tôi là hồi tuần trước, data ở đây là rất là năng động và có thể là nó chuyển biến bất cứ giây phút nào, cho nên là tôi xin lỗi vì cái này là cũng đã một tuần lễ rồi, tức là nó chưa phản ánh chính xác thời điểm ngay hiện tại lúc ta đang nói. Nhưng mà nói chung là cũng có vài ngày trước thôi, cho nên là chúng ta có áp dụng được phải không ạ? Thì đây là nhu cầu họ tìm kiếm Việt Nam 2023, và đó là 3,1 tỷ các bạn, 3,1 tỷ lượt tìm kiếm về Việt Nam trong năm nay tới thời điểm này tháng 9. Như vậy thì đó là 59% so với lượt tìm kiếm năm 2019. Nghe có vẻ rất tốt đúng không ạ? Điều như vậy tôi xin chúc mừng Ngài Bộ trưởng, bởi vì bộ ngành của Ngài làm rất là tốt, và VNAT cũng là Tổng cục Du lịch làm rất tốt đúng không ạ? Nhu cầu người ta tăng lên và chúng tôi chúc mừng. Và cái thách thức còn lại là làm sao chúng ta có thể chuyển đổi họ từ những người quan tâm tới thành những khách hàng thực sự. Cái từ khóa đây là chuyển đổi các bạn nha. Tức là chúng ta thấy là nhu cầu thực sự là có rồi đấy. Những người mà đang muốn book chuyến bay tới Việt Nam, họ quan tâm tới chuyện Việt Nam, họ tìm kiếm Việt Nam, thì đó là nhu cầu thực sự của họ. Đó là dựa trên nhu cầu tìm kiếm của họ, chứ không phải là mình hỏi ý kiến đâu. Qua những cái nền tảng OTA, rồi những cái website, những cái meta search như là Skyscanner để tìm máy bay, họ tìm chuyến bay tới và từ Việt Nam đi, thì đó là cái điều khi chúng ta thấy rõ là thậm chí là họ đi tới, đưa cái ngày đến và ngày đi luôn nữa vào cái trang tìm kiếm. Như vậy thì đó là rõ ràng họ có rất muốn đi tới Việt Nam rồi. Thì đó là nhu cầu nha. Bây giờ tôi muốn tập trung vào cái hai là cái năng lực của những cái hãng bay và những sân bay đó có thể là thỏa mãn hết những nhu cầu của những người tìm kiếm này không, nếu mà tất cả những người đó đều đi tới sân bay tới Việt Nam. Thì biểu đồ này cho chúng ta thấy rằng là một số cái gọi là năng lực về chuyên chở của các chuyến bay. Mà so với 2019 thì 2022 á, Việt Nam là đáp ứng được 38% năng lực cái lượng tìm kiếm đó. Năm 2003 thì sao ạ? Là 84%, là từ tháng 1 tới tháng 12. Và năm 2023 thì Việt Nam là đâu đó khoảng 84% so với 2019. Thì đây là những con số rất là ấn tượng và tiềm năng, cho thấy rằng là các bạn tại Việt Nam đã phát triển ra một nhiều năm và đạt được một số cái thành tích, con số rất là tốt. Và những con số này là con số dựa trên tìm kiếm và rất là thực tế. Và chính phủ đã nói là khoảng 7 triệu người là tới Việt Nam. Thì như vậy năng lực của Việt Nam là vẫn còn cao hơn rất là nhiều so với cái số mà chúng ta đón tiếp đúng không ạ? Rồi, các hãng đại lý du lịch thì sao? Đại lý du lịch đó, khi chúng ta nhờ các đại lý du lịch này quảng bá hình ảnh Việt Nam đi, thì cái năng lực của cái đại lý du lịch đó thực sự là họ như thế nào? Họ có vươn tới được những cái khách hàng tiềm năng không, khách hàng thật sự không, và quảng bá được để biết đến du lịch hay không? Trong thời gian Covid thì rất là nhiều người tiêu dùng đã cảm thấy rất là chán chường, bởi vì họ đã book tiền rồi nhưng mà không đi được, họ không thể nào đi được hết, rồi họ chán chường ở nhà lắm. Như vậy thì họ muốn đi một cái địa điểm nào đó, đi mua sắm hay là đi đâu đó một cách cụ thể. Và sau dịch thì càng như vậy hơn, có nghĩa là thay vì book online thì họ lại muốn đi tới đại lý du lịch để mà thực sự gặp người ta, gặp tận mặt luôn. Như vậy thì trong cái thế hệ mà Gen Z, Gen X đó, những người sinh năm 2000 về sau, thì họ cũng book online, rồi có một số thế hệ thì họ cũng quá bận rộn và họ cũng muốn book qua những cái đại lý du lịch nữa, bởi vì họ bận rộn đến mức mà không thể sắp xếp du lịch của mình được. Và do đó vai trò của đại lý du lịch lại là quan trọng hơn so với trước. Thì vào năm 2022 thì có đâu đó khoảng 1,05 triệu khách tới Việt Nam mà đã book qua các đại lý du lịch, và đó là 29% so với 2019. Tuy nhiên 2023 tới tháng 9 vừa rồi, tháng 9 hôm nay, thì có khoảng 2,15 triệu người đến Việt Nam thông qua các đại lý du lịch, và nó là 60% so với 2019. Vậy thì cái điều cần quan trọng đây là những con số này là con số thật nha các bạn. Con số này nó viết trên giấy trắng mực đen rõ ràng.
data nó thể hiện rõ ràng luôn. Như vậy nói chung á, tóm tắt lại thì chúng ta nhìn nhận thế nào? Nói về trận nhu cầu thì Việt Nam đang có thu hút nhu cầu của người ta tới Việt Nam. Năm 2023 tới tháng 9 nó là như thế nào rồi so với 2019 nha, năm bài vẫn còn tới 3-4 tháng nữa lận. Cho nghĩa là chúng ta thấy rằng 2023 có thể là nhu cầu rất là cao luôn đó, tại vì 3 tháng cuối năm sẽ là 3 tháng điểm đỉnh. Và về năng lực thì năm 2003 thì tôi nghĩ rằng là sẽ quay trở lại với thời điểm năm 2019 hoặc thậm chí là cao hơn 2019 nữa để năng lực á, năng lực mà có thể là khách du lịch tới. Và các hãng du lịch thì đem người tới Việt Nam là bao nhiêu thì năm nay là 60% rồi. Đây đó là những số liệu cụ thể mà tôi muốn trình bày. Và nói như vậy rồi, tôi có 3 cái điều khuyến nghị đối với ngành du lịch tại Việt Nam. Cái thứ nhất, là 1,5 triệu người trên khắp thế giới, 1,5 tỷ lượt tìm kiếm thì họ đang sử dụng những đại lý du lịch này, và có 1,2 triệu người đã sử dụng những cái cổng du lịch bàn trên máy vi tính, trên máy tính. Như vậy thì các bạn sẽ phải tận dụng những cái cổng tiếp xúc với họ như thế, những cái đại lý du lịch offline nè, những du lịch online OTA nè, rồi MICE nè, những đại lý du lịch đó nó sẽ đem lại 1,2 triệu người. Amadeus, Sabre và Travelport là những cái cổng CDS có thể cung cấp được những dịch vụ và để nghiên cứu được cái xu hướng du lịch. Tôi sẽ khuyến nghị các bạn có thể kết hợp với cả ba cái GDS này đâu nên trên bảng, bởi vì ngày nay những đại lý du lịch mà thu hút được nhiều khách đến đó, thì họ sẽ book những cái chuyến du lịch rất là chất lượng về mặt chi phí. Chẳng hạn như là họ book những cái chuyến, các bạn biết là cái con số cho thấy rằng những cái chuyến du lịch mà bao gồm những cái hãng bay cao á, hãng bay business, các thứ trên máy bay á, thì phần lớn là do các hãng du lịch book. Và những khách du lịch đi riêng lẻ thì thường họ chọn economy. Như vậy, những cái chuyện mà họ đặt hàng về khách sạn hay là ăn uống các thứ á, thì nếu mà các bạn không đặt qua GDS á, thì chúng tôi không có biết tới. Như vậy thì điều quan trọng là phải chắc chắn một điều là các bạn có một số cái tương tác và liên kết với các GDS, bởi vì họ đã những cái hãng, những công ty có sẵn số liệu rất là nhiều và nên làm việc với họ để biết được xu hướng du lịch cũng như là con số và chiều hướng như thế nào trong sắp tới, ngày hôm nay, từ ngày hôm nay. Cho nên là mở ra cơ hội cho Việt Nam rất là nhiều từ đây về sau. Và các quốc gia khác cũng vậy, là GDS đã có sẵn đi rồi, ba cái tên mà tôi trên bảng, và các bạn cũng nên làm việc với chúng tôi. Và chúng ta sẽ nói những cái số này á, nó cũng không phải là về Amadeus không mà thôi, mà chúng tôi xin nói về Boisotia, một cái hãng khác, Boisotium. Đó là một công ty về định vị người dùng dựa trên cái vị trí điện thoại của họ. Đây là nó dựa vào những cái hãng cung cấp dịch vụ di động, thì họ sẽ biết đại khái là người đó ở đâu trong thời điểm nào. Thì Boisotium MPD là hoạt động rất là hiệu quả tại Indonesia, và bộ tại Indonesia đã dùng dữ liệu ở đây để có hiểu được là dân cư đi đâu và họ đang làm gì, họ muốn làm gì, rồi những khu vực nào tập trung đông người, vân vân. Thì cái điều này nó cũng rất là trùng hợp với những số liệu của Amadeus trong những năm vừa qua, và thật sự nó hiệu quả trong việc quản lý dân cư và du lịch. Như vậy cái thứ hai là sử dụng cái MPD này, cái đó là dữ liệu về vị trí của di động, để biết được là du khách đã có xu hướng đến Việt Nam như thế nào và họ ở đâu tại Việt Nam. Và cái thứ ba tôi muốn nói là dựa vào nghiên cứu của Volcan là một công ty rất là mới, sáng tạo. Họ dựa trên cái AI để giải thích về nguyên nhân và kết quả của một hành động. Năm ngoái thì họ cũng đưa ra những cái nghiên cứu của họ, một vai trò mới của họ. Họ cũng làm việc với Amadeus chúng tôi. Thì Volcan cũng đã đưa ra một số nhận xét hay là một số
cái công cụ về AI để giải thích được cái mối quan hệ nguyên nhân kết quả giữa những hành động mà chúng ta thấy. Cái con số thì mình thấy rồi đó, tên Amadeus, về chẳng hạn như là nhu cầu tăng lên cho Việt Nam, rồi năng lực của các sân bay, rồi năng lực của Việt Nam có thể chứa được bao nhiêu khách giờ một năm chẳng hạn. Nhưng câu hỏi thực tế là chúng ta muốn biết là gì, là thật sự cái gì diễn ra, tại sao con số nó tăng lên. Tăng lên thì chúng ta biết vì sao chứ, và nếu đi xuống thì biết tại sao chứ. Thì đó là cái vai trò của causal artificial intelligence, tức là AI giải thích về nguyên nhân và kết quả, liên hệ giữa hai cái mặt này. Và do đó, nếu mà chúng ta thấy rằng giao dịch vụ của mình chậm quá thì người ta không có tới chẳng hạn vậy, thì chúng ta biết được là cái chuyện gì xảy ra, và sau đó thì cái gì sẽ ra tiếp, cái gì sẽ ra kế tiếp mới là quan trọng. Rồi Việt Nam là đã có một ngành du lịch rất là toàn diện và trải dài khắp Việt Nam. Tôi thấy vừa rồi là từ Bộ Thông tin Truyền thông, từ Bộ Du lịch thì cũng đã nói những quyết sách của Việt Nam như là quyết 84 tại Việt Nam, thì 82 thì chúng ta thấy rằng có những quyết sách rất là dẫn dắt, rất là hiệu quả. Và theo tôi thì đó cho tôi một cái niềm tin rằng là Việt Nam là một nền kinh tế sẽ phát triển mạnh về mặt thu hút khách du lịch. Bởi vì nếu các bạn liên kết được tất cả những cái ngành, những cái hành động của mình, chẳng hạn từ cổng vào quốc gia, là cái e-visa đi, đã làm rồi, thì chúng thấy rằng là những cái việc này liên kết với nhau, nó tạo nên một cái động lực rất là lớn. Nó sẽ khuyến khích người du khách có thêm thời gian tại Việt Nam, họ muốn ở thêm Việt Nam. Bởi vì lúc trước nếu mà visa nó ngắn hạn thì người ta sẽ không có muốn ở Việt Nam lâu ngày. Do đó thì những quyết sách đó nó tác động rất là mạnh đối với du lịch. Và cái AI dạng này nó sẽ giải thích được là mối liên hệ giữa một cái quyết sách đưa ra và cái dòng du khách như thế nào, và sẽ khuyến khích chính phủ có thêm những quyết sách thuận lợi như vậy. Có nghĩa là một nền kinh tế khi nó phát triển mạnh mẽ, thịnh vượng thì nó dẫn tới những cái khác nữa rất là tốt đẹp. Và cái đợt sóng thứ ba của những cái trí tuệ nhân tạo đã sắp tới rồi, và điều đó nó sẽ giúp chúng ta được những cái liên hệ giữa nguyên nhân kết quả của những hành động của chúng ta làm. Và đây là email của tôi, nếu mà các bạn muốn hỏi thêm những câu hỏi nào và muốn kết nối với tôi. Tôi rất là tin tưởng về tương lai sáng lạng của Việt Nam, và tôi tin rằng dựa vào trải nghiệm 40 năm làm việc với các chính phủ trên khắp thế giới của tôi, thì tôi thấy Việt Nam là một quốc gia xuất sắc đặc biệt, và các bạn đang có một cái nền tảng vững chắc và hợp tác với các quốc chính phủ khác trên thế giới nhằm để có thể là hiện thực hóa và là tăng cường những cái nền tảng khác để có thể thu hút. Bởi vì cơ sở hạ tầng của bạn đang rất tốt và platform của bạn rất là tốt, và có sự cân đối cân bằng rất là tốt ở giữa các mặt. Và đó là cái điều, và đặc biệt là những cái quyết sách về như là nghị quyết 82 thì rất là thuận lợi và rất là đồng hướng với những gì mà toàn bộ quốc gia đang làm trong ngành du lịch. Tôi nghĩ đó là những chỉ đạo kịp thời đúng lúc, và những nghị quyết như vậy nó sẽ góp phần phát triển Việt Nam rất là mạnh mẽ, hướng tới thịnh vượng và phát triển bền vững, và thậm chí là còn hơn cả cái sự phát triển chung riêng của một ngành du lịch nữa. Và chúng tôi sẽ chúc mừng Việt Nam, xin chúc các bạn có thêm nhiều tiến triển, và chúc cho ngành du lịch chúng ta cất cánh phát triển mạnh. Và xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn ông Alexander Rainer. Kính thưa quý vị đại biểu, đến giờ phút này thì chương trình của chúng ta thời gian cũng không còn nhiều. Và nếu theo chương trình thì chúng ta đã quá thời gian là 15 phút. Do vậy thì xin phép đề nghị với các ý kiến, các diễn giả phát biểu tiếp, thì mỗi ý kiến chúng ta cũng gói gọn trong vòng 5 phút để chúng ta đảm bảo được truyền tải hết được các ý kiến và cũng đảm bảo được cái thời gian mà chương trình đã tính. Sau đây xin mời ông Vương Phúc Nghĩa là trưởng ban tiếp thị số của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Sau ông Nghĩa là xin mời bà Đoàn Thị Thanh Trà. Chúc vị. Alo. Vâng. Lời đầu tiên thì thay mặt cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Airlines xin gửi lời
chúc sức khỏe tới lãnh đạo chính phủ, bộ và chính phủ, các vị quan chức và chúc cho hội nghị thành công. Thì theo quy định của ban tổ chức thì tôi cũng sẽ rút gọn lại cái bài phát biểu ngày hôm nay. Đầu tiên thì một số nét về Vietnam Airlines. Vietnam Airlines thì là hãng hàng không quốc gia Việt Nam, được thành lập năm 1993. Tuy nhiên đến năm 1995 thì mới lấy tên là Vietnam Airlines. Và trong quá trình phát triển đến nay là 30 năm. Và năm nay thì Vietnam Airlines đang tổ chức cái chương trình kỷ niệm là 30 năm thành lập, thì cũng đã đạt được rất nhiều các thành tựu. Trong đó thì là như năm 2016 là hãng hàng không tiêu chuẩn 4 sao quốc tế toàn cầu. Rồi được những năm liên tiếp, 3 năm, 4 năm liên tiếp được nhận các giải thưởng danh hiệu của World Travel Award. Và tối qua tại hội chợ ở đây thì cũng nhận được 4 giải thưởng của World Travel Award. Và trong năm nay thì cũng nhận được cái danh hiệu của cái Airline Rating là nằm trong top 20 hàng không hàng đầu thế giới. Về mạng bay của Vietnam Airlines thì năm 2019 thì sẽ có 52 điểm đến và 100 đường bay. Và mục tiêu đến năm 2025 thì Vietnam Airlines sẽ có 58 điểm đến và 130 đường bay. Thì năm nay thì như anh chị đã thấy là Vietnam Airlines có triển khai các đường bay đến Ấn Độ, Mumbai, Delhi. Hoặc là tháng 7 năm nay thì có chuyến bay từ Hà Nội đến Melbourne. Và đến cuối năm nay, tháng 12, Vietnam Airlines có chuyến bay từ Hồ Chí Minh đến Perth. Và các năm tới thì cũng có những chuyến bay mở rộng đến các thị trường như là Philippines, Jakarta. Về đội bay của Vietnam Airlines thì hiện nay thì đội bay Vietnam Airlines có 100 tàu bay. Và độ tuổi của tàu bay của Vietnam Airlines cũng là một trong đội tàu bay trẻ trên thế giới. Và đặc biệt ở đây thì Vietnam Airlines có 4 cái máy bay Boeing 787-10. Thì sau khi các cái thế hệ máy bay lớn nhất có hai động cơ như là 747 hay là A380 thì cái tàu bay 787-10 là một trong tàu bay lớn nhất thế giới hiện nay, là với số chỗ là 367 chỗ. Thứ hai là cái phần xu hướng chuyển đổi số và trải nghiệm trong ngành không trên thế giới. Thì theo Hiệp hội Hàng không Thế giới IATA thì có cái nhận xét rằng là đến năm 2030 thì người ta tin rằng sẽ là 100% các hàng không sẽ trở thành là hãng hàng không số. Và xu hướng chuyển đổi số của các hãng hàng không sẽ tập trung vào: một là lấy khách hàng ở trung tâm, là trải nghiệm của khách hàng sẽ được liền mạch trong suốt của quá trình hành trình trải nghiệm của khách hàng, từ lúc mà đặt vé cho đến lúc mà đến sân bay, rồi đến trên máy bay, rồi xuống máy bay. Hai là các cái khai thác về giá trị từ công nghệ và dữ liệu, thì cái này thì cũng nhiều diễn giả nói rồi, trong quá trình chuyển đổi số thì cái phần khai thác dữ liệu và làm sao dùng dữ liệu đấy để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng thì là cái mà trong quá trình chuyển đổi số là các ngành hàng không sẽ làm. Và mở rộng hệ sinh thái là cung cấp nhiều cái API cho các cái đơn vị, cho các cái doanh nghiệp để mà chúng ta kết nối với nhau, giống như là có một diễn giả nói đó là cái nền kinh tế gọi là platform economy. Tiếp theo là đối với Vietnam Airlines thì quá trình mà trở thành hàng không số và tăng trải nghiệm khách hàng thì cũng đã diễn ra từ rất lâu. Có là từ năm 2007 thì Tổng Công ty Việt Nam thì đã triển khai là gọi là áp dụng cái vé điện tử. Ngày trước thì các anh chị đã biết là chúng ta vé giấy thôi. Nhưng mà đến năm 2007 thì Vietnam Airlines đã có cái vé điện tử rồi. Và đến năm 2008 thì cũng đã khách hàng có thể tự tra cứu trên website. Và thời điểm đó thì Vietnam Airlines đã có thể kết nối mua vé đến 103 hãng hàng không trên thế giới. Rồi Vietnam Airlines tham nhập SkyTeam. Khi mà nhập SkyTeam thì tạo thêm nhiều quyền lợi cho khách hàng cũng như là kết nối được nhiều các cái hãng hàng không để mà từ đó thì đem lại nhiều cái dịch vụ mới cho khách hàng. Và đặc biệt là năm 2013, theo cái xu hướng chuyển đổi số của thế giới thì Vietnam Airlines đã ra mắt cái ứng dụng di động mobile app, gọi là mobile app ấy. Thì hiện nay thì tất cả anh chị đều biết rằng là mọi người nhà đều dùng mobile app. Và hiện nay mobile app của Vietnam Airlines đã có đến hơn 5 triệu cái lượt tải. Và cái version của mobile app của Vietnam Airlines thì cứ khoảng 2 tháng là sẽ được cập nhật lại liên tục. Và hiện nay là version thứ 8 rồi, thứ 9 rồi. Và để mà đáp ứng được cái quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ thì đến năm trong giai đoạn năm 2020-2023 thì cũng đã thành lập các bộ phận chuyên trách về chuyển đổi số và tự động hóa các cái khâu về marketing, về các cái khâu về trả lời khách hàng bằng công cụ AI như là chatbot. Thì các anh chị nhìn ở trên đây thì đây là cái hành trình của khách hàng, từ lúc khách hàng search, booking hay là quản lý booking, hoặc là trước chuyến bay hay là
trong chuyến bay và sau chuyến bay, thì tất cả các cái điểm chạm khách hàng ấy thì Vietnam Airlines đã sử dụng toàn bộ các cái công nghệ trí tuệ AI tự động. Thì ví dụ như ở đây là trung tâm trợ giúp của Vietnam Airlines hiện nay đang sử dụng chatbot. Chatbot của Vietnam Airlines hiện nay đã được gọi là tuổi của họ là được tuổi con chatbot Vietnam Airlines là có 2 năm. Tuy nhiên thì đã được đào tạo và đã được dạy dỗ và cũng như tự học là lên tới 5.000 câu hỏi. Và hiện nay thì cái chatbot của Vietnam Airlines đã có thể trả lời được 95% cái câu trả lời của khách hàng. Và như anh chị đã biết là chatbot là người ta phục vụ được 24/7 và tiết kiệm được rất nhiều các cái nhân lực cho cái việc mà thay thế cái nhân lực của con người. Rồi các hiện nay thì các cái vấn đề như là khách hàng có thể là tự động đổi vé, refund tự động hoàn toàn trên app hoặc là thay đổi hành trình. Thì những cái chỉ số này như là chúng tôi theo dõi thì là đã như năm nay ấy, cái tỷ lệ hoàn tự động vé hoặc là đổi vé, đổi hành trình thì đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Năm ngoái là chiếm khoảng 20% thì năm nay đã lên 40%. Và chúng tôi tự tin rằng ấy, trong khoảng 2-3 năm tới thì những khách hàng mua vé trên Vietnam Airlines thì có thể là sử dụng các cái chức năng mà đã được chúng tôi sử dụng công nghệ AI vào có thể lên tới khoảng 80%. Và đấy cũng là cái mục tiêu mà chúng tôi cũng muốn là đến năm 2025 là toàn bộ các cái công cụ mà chúng tôi đưa ra cho khách hàng là khách hàng có thể tự động làm chiếm đến 80% cái công suất của chúng tôi. Có một cái điểm nữa ở đây thì đến từ năm 2018 thì chúng tôi đã mời các cái chuyên gia từ Mỹ vào. Đây là công ty Sky Blue, một công ty mà chuyên đánh giá các cái gọi là Digital Airline Score, cái điểm xếp hạng các hãng hàng không mang tính digital. Thì năm 2018 khi mà chuyên gia người ta vào đánh giá thì Vietnam Airlines đứng ở mức là gọi là Constrained Economic Carrier hoặc là Emerging. Nhưng mà đến năm 2019, đến năm 2021 thì điểm của Vietnam Airlines đã tăng lên là 6 điểm với mức tương ứng là 112 điểm là được coi là hãng hàng không gọi là đang trong quá trình chuyển đổi, gọi là như anh chị thấy là ở cái màu nâu nâu ấy ạ. Và chúng tôi đang mục tiêu ấy trong năm 2025 ấy là chúng tôi sẽ đưa lên thành khoảng trên 120 điểm và lúc đấy là sẽ ngang bằng một số các hãng hàng không hàng đầu trên thế giới như là British Airways hoặc là United Airlines hoặc là KLM. Ở đây thì có một số con số liên quan đến việc chuyển đổi. Ví dụ như là hiện nay cái vấn đề là check-in đối với khách hàng ấy, thì sau chúng tôi triển khai được 5 năm rồi thì hiện nay cái lượng check-in nó là sử dụng rất là nhiều, chiếm đến hơn 6 triệu lượt khách trong tháng 8, trong 8 tháng đầu năm 2023. Việc này thì đã giúp đỡ cho khách hàng trong quá trình mà là trong khi trong cái hạ tầng về sân bay nó đang rất là constrained, đang rất là bị quá tải thì cái việc check-in giúp đỡ cho khách hàng rất nhiều trong cái việc. Ngoài ra thì Vietnam Airlines cũng đã có những cái hệ thống tự động là gửi tin nhắn tới khách hàng, ví dụ như là điểm đến khách hàng sắp tới thời tiết như nào hoặc là khi xuống sân bay thì là có thể lấy được hành lý ở đâu. Và một số các cái dịch vụ đặc biệt như ngày trước đây thì là đều phải đặt qua gọi đến call center và đặt. Thì sau đó thì hiện nay đã tự động, ví dụ như là oxy rồi cáng nôi trẻ em là đều thể đặt tự động hoàn toàn trên website hoặc là trên mobile app của Vietnam Airlines. Ngoài ra thì để tăng cái tính trải nghiệm của khách hàng ấy thì mobile app của Vietnam Airlines thì cũng đã cải thiện. Ví dụ như là nếu mà khách hàng mà là người dùng thẻ Golden thì cái màn hình trải nghiệm của mobile app thì sẽ thành màu vàng, còn nếu mà là khách hàng Platinum sẽ là màu đen. Và chúng tôi cũng thường xuyên đưa ra các cái tiện ích rất là hay và rất là trải nghiệm với khách hàng. Ví dụ như là hiện nay là trên cái mobile app Vietnam Airlines thì có thể là khách hàng từ xưa nay thì người ta cầm cái giấy tờ hành trình in ra để đi, nhưng bây giờ vào mobile app Vietnam Airlines đăng ký và có thể xem lại toàn bộ cái quá trình của mình đi. Ví dụ như ở đây là sắp tới là bạn đi đâu đã xuất vé thì hiện lên ngay trên cái gọi là cái chương trình quản lý của mình. Cái mở rộng hệ sinh thái thì đây cũng là cái rất quan trọng mà các chuyên gia cũng đã nói ấy. Thì Vietnam Airlines cũng đã phối hợp với cả các cái gọi là tích hợp toàn bộ các cái hệ sinh thái như là sàn điện tử, như là chúng tôi có Sendo, Shopee, TT, Lazada hoặc các ví điện tử Momo, VNPay.
các tập đoàn như FPT, Viettel Group thì cũng đã kết nối toàn bộ vào trong cái hệ sinh thái của VietnamAI để tăng cường việc bán vé rồi bán các cái sự phận bổ trợ. Về tầm nhìn thì VietnamAI sẽ trở thành hãng hàng không số trong 2025. Vì các mục tiêu thì chúng tôi cũng đã đưa ra ở đây. Và về một cái giải pháp ở đây ấy, thì để đạt được những vấn đề này ấy, thì đầu tiên ấy, thì chúng tôi đưa ra một số lý chính. Một là cái EKYC, anh chị đều là, đây là cái sinh chắc học ấy, thì chúng tôi tin tưởng rằng là trong khoảng đầu năm tới thì sẽ phối hợp với cả các cái cảng sân bay là khi mà anh chị làm check-in ấy, trên mobile sử dụng công nghệ sinh chắc học là anh chị có thể là đi thẳng vào nơi boarding chứ không phải bây giờ phải đưa ra các cái gọi là passport hoặc là giấy tờ nữa. Thì cái này cũng là chúng tôi. Hai là công nghệ AI, chúng tôi sẽ tiếp tục ngoài cái chatbot ra chúng tôi sẽ có voice bot, gọi là khách hàng, cái voice bot của chúng tôi sẽ gọi trực tiếp với khách hàng. Rồi hệ thống chuyển đổi đặt sự chỗ hiện nay chúng tôi đang chuyển đổi từ hệ thống Sabre sang Amadeus, một trong những là nhà phân phối hàng đầu hiện nay chiếm đến thị phần đến 45%. Thì chúng tôi hy vọng rằng có Amadeus vào thì cái chuyển đổi số digital của chúng tôi sẽ tăng rất nhiều. Rồi thương mại điện tử và cuối cùng là cái mobile, cái thuật ngữ mà rất là thượng thời hiện nay là mobile first. Thì chúng tôi sẽ chắc chắn là sẽ nâng cấp dần cái mobile app của VietnamAI lên trở thành một cái gọi là một trợ lý thông minh cho khách hàng trong quá trình mà khách hàng đi du lịch. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn Vương Phúc Nghĩa. Vậy là thời gian thì nó vẫn là tới 12 phút, cho nên xin đề nghị là bây giờ cố gắng giảm 5 phút cho thời gian của chúng ta hết rồi. Sau đây xin mời chị Đoàn Thị Thanh Trà là Giám đốc Marketing và Truyền thông của Sài Gòn Tourist. Chú ý là chúng ta chỉ có 5 phút nha. Kính thưa quý vị lãnh đạo và toàn thể quý vị đại biểu, chúng tôi đến từ công ty dịch vụ lữ hành Sài Gòn Tourist. Nội dung chi tiết của bài tham luận chúng tôi đã có ở trong tài liệu, mong quý vị có thể tham khảo và tôi sẽ chỉ xin phép được 4 phút để trình bày các ý chính trong bài tham luận này. Kính thưa quý vị, từ năm 2014 và đặc biệt là trong giai đoạn Covid, công ty dịch vụ lữ hành Sài Gòn Tourist đã xác định rõ việc tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện là giải pháp tốt nhất và duy nhất để phục hồi và phát triển kinh doanh lữ hành theo mục tiêu hiệu quả và bền vững nhất. Với định hướng này thì chúng tôi đã có sự chuẩn bị về vốn đầu tư, nguồn lực triển khai trong nội bộ của hệ thống lữ hành Sài Gòn Tourist và xây dựng kế hoạch đào tạo, ứng dụng trong thực tiễn theo từng giai đoạn cụ thể. Và trong quá trình triển khai thì chúng tôi cũng xác định rõ sự thành công của mô hình chuyển đổi số toàn diện phải nằm ngay ở trong tư duy, cách tiếp cận cũng như là giải quyết công việc hàng ngày hàng giờ của từng nhân viên. Do đó chúng tôi đã tập trung chủ yếu vào việc liên tục triển khai các hoạt động đào tạo, huấn luyện, thay đổi tư duy và phương thức phối hợp làm việc tại từng bộ phận cũng như là từng nhân viên trong toàn bộ 24 văn phòng giao dịch và 18 chi nhánh trên toàn quốc. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xác định rõ 5 yếu tố chính để có thể triển khai thành công việc chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống lữ hành Sài Gòn Tourist với gần 1.000 cán bộ công nhân viên. Thứ nhất là về văn hóa và chiến lược số. Điều này để từng cá nhân hiểu rõ các lợi ích của số hóa, quy trình áp dụng trong công việc hàng ngày cùng chế độ đánh giá và khen thưởng một cách khách quan nhất. Thứ hai là việc gắn kết khách hàng dựa trên nền tảng khai thác tập trung dữ liệu khách hàng, thông tin sản phẩm, tiếp thị, hậu mãi và chăm sóc khách hàng được chuẩn hóa và cá nhân hóa theo các tiêu chí phù hợp. Thứ ba là việc cải tiến quy trình công việc, đảm bảo việc triển khai, theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc, thực hiện và đáp ứng quy chuẩn số hóa và tập trung dữ liệu của toàn bộ hệ thống lữ hành Sài Gòn Tourist. Thứ tư là việc số hóa công việc và dữ liệu trên cơ sở công tác, khảo sát, xây dựng sản phẩm, quản trị các đơn vị quản cung ứng dịch vụ, điều hành dịch vụ cho đến các hoạt động kinh doanh trên các sàn điện tử, cho đến hoạt động tiếp thị truyền thông và đặc biệt là mảng digital marketing đều được vận hành bằng các phần mềm và công cụ số hóa nội bộ của lữ hành Sài Gòn Tourist. Thứ năm là việc phân tích và quản lý dữ liệu. Từ 4 yếu tố nói trên thì chúng tôi đã cơ bản có đầy đủ dữ liệu để có thể phân tích hoạt động kinh doanh, mở ra tầm nhìn tổng quát cho đến chi tiết để hỗ trợ cho các bộ phận kinh doanh cũng như là ban lãnh đạo của công ty đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng nhất. Kính thưa quý vị, lữ hành Sài Gòn Tourist cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã thực hiện chuyển đổi và quy chuẩn toàn bộ quy trình nhập liệu, theo dõi số liệu và quy trình công việc tại tất cả các bộ phận thông qua việc vận hành các công cụ và phần mềm kinh doanh mới. Toàn bộ hệ thống lữ hành Sài Gòn Tourist đã xây dựng được nguồn dữ liệu khách hàng có độ chính xác cao, thông tin dữ liệu đầy đủ và đáp ứng được yêu cầu phân tích thị trường cũng như là chiến lược tiếp thị.
Trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, chúng tôi cũng phải đối mặt với không ít những thách thức và khó khăn. Thứ nhất chính là việc chúng ta có phải đối mặt với những khó khăn nếu như không thay đổi cách nhìn nhận một cách toàn diện về mô hình chuyển đổi số hóa. Thứ hai là việc chỉ số hóa một số phần nhỏ hoặc một số quy trình cốt yếu có thể sẽ dẫn đến việc áp dụng công nghệ ở mức thấp và các cái dự án có thể lâm vào tình trạng thất bại hoặc là hoãn hủy. Và thứ ba, yếu tố quyết định thành công là chú trọng đến chiến lược chứ không chỉ là công nghệ. Do đó, vai trò định hướng của các CEO và các CTO trong công cuộc số hóa của doanh nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Với chiến lược từng bước đầu tư chuyển đổi số từ năm 2014 và tập trung số hóa toàn diện một cách mạnh mẽ trong giai đoạn 2020-2022, lữ hành Sunwood đã vượt qua được những cơn sóng của đại dịch COVID-19, đảm bảo mục tiêu kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực và phát triển bền vững toàn diện trong cả ba mảng du lịch quốc tế, du lịch nước ngoài và du lịch trong nước. Việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số chính là giải pháp then chốt, góp phần không nhỏ vào doanh thu chuyên doanh lữ hành đạt 5.050 tỷ vào năm 2019 và nhanh chóng phục hồi sau giai đoạn COVID-19 với doanh thu 2.600 tỷ năm 2022 và hơn 2.200 tỷ trong 7 tháng đầu năm của năm 2023. Chiến lược chuyển đổi số toàn diện cũng đã góp phần thúc đẩy mảng kinh doanh thương mại điện tử của công ty đạt tăng trưởng từ 45 đến 50% vào năm 2022 và trong quý 2, quý 3 của năm 2023. Mảng Digital Marketing cũng đã phát triển ấn tượng khi tiếp cận và tư vấn đến hơn 500.000 lượt khách hàng. Hoạt động chăm sóc khách hàng cũng trên phạm vi toàn cầu cũng được trở nên thuận tiện hơn thông qua các công cụ trực tuyến. Kính thưa quý vị, với sự chủ động nỗ lực ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, đồng thời thiết lập cơ chế ứng phó cho các tình huống phát sinh, lữ hành Sài Gòn Tourist đã ở tâm thế sẵn sàng tiếp tục góp phần tích cực nhất vào sự hồi phục, phát triển bền vững của ngành du lịch và giữ vững vị trí là doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Xin cảm ơn chị Đoàn Thị Thanh Trà đã phát biểu trong thời gian 4 phút. Sau đây chúng ta sẽ nghe một ý kiến sau cùng. Xin mời anh Phạm Hùng Việt là Phó Giám đốc Thương mại của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet. Và cũng chỉ trong thời gian 5 phút, anh Việt nhé. Có lẽ thời gian chỉ còn là 4 phút và 5 phút, em xin phép được đi rất nhanh về chương trình và rút ngắn một số vấn đề luôn, đi thẳng vào vấn đề luôn. Thì trước tiên là em xin phép được chào tất cả các anh chị đã tham dự hội nghị diễn đàn du lịch cấp cao ngày hôm nay. Kính thưa các anh, quý vị đại biểu, hôm nay thì với thời gian có hạn thì lần đầu tiên em xin phép được gửi lời chào thay mặt cho các hàng không Vietjet, gửi lời chào tất cả anh chị đã tham dự hội nghị và đã cho một cái hãng không được cơ hội để chia sẻ với các tham gia được đóng góp và chia sẻ cái ý kiến đóng góp với cả cái diễn đàn du lịch cấp cao của chúng ta ngày hôm nay. Thì như các anh chị đã biết thì hiện tại hiện nay thì trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ khắp toàn cầu, chuyển đổi số đang đặt ra là một yêu cầu đặt ra cho tất cả các quốc gia và Việt Nam chúng ta cũng không nằm ngoài xu thế đó. Đặc biệt là đối với du lịch, ngành mà chúng ta có tính hội nhập và quốc tế cao thì việc chuyển đổi số đã và đang là một yêu cầu được trọng tâm và được khiến cho các doanh nghiệp không ngừng chuyển đổi cũng như là phải đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và của người dân. Thì tính đến nay sau 11 năm hoạt động và khai thác tại thị trường Việt Nam cũng như trên thế giới, thì tại Vietjet thì ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa và chuyển đổi số luôn là được các ưu tiên hàng đầu và được ứng dụng trong công nghệ khai thác. Thì đến thời điểm này Vietjet gần như là hãng tiên phong trong việc đưa thay thế vé giấy bằng vé điện tử, cũng như là đưa vào hoạt động khai thác là kiosk check-in, cũng như là đưa các giải pháp và đưa hành trình trải nghiệm khách hàng từ khâu book vé cho đến khi bay cũng như là kết thúc chuyến bay là được hoàn thiện một cách là đầy đủ và số hóa. Thì trong suốt hành trình này, trong 15 năm qua thì đến thời điểm hiện nay thì tất cả khách hàng của Vietjet trong hành trình chinh phục bầu trời từ Việt Nam đến Ấn Độ, đến Úc, đến Nhật Bản, đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakhstan, Singapore hay Malaysia, Thái Lan hay Indonesia và hơn thế nữa, thì đến thời điểm hiện nay đã hơn 150 triệu khách hàng đã được hành Vietjet phục vụ với công nghệ hiện đại nhất từ trước tới nay. Với thời gian ngắn và không còn nhiều thì Vietjet xin phép được đưa vào một số cái nét chính là để có một ý kiến với cả hội nghị chúng ta ở đây, thì là để ngành du lịch và hàng không của chúng ta phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới và xứng đáng với tiềm năng, thì Vietjet mong nhận được sự ủng hộ và mạnh mẽ hơn nữa của chính phủ cũng như các cơ quan quản lý, các bộ ban ngành liên quan đến các chính sách ưu đãi về thuế phí để khuyến khích cho các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số toàn diện, bởi quá trình này luôn đòi hỏi sự đầu tư cũng như là lớn rất lớn của các doanh nghiệp và
đầu tư lớn và cái sự chỉ đạo định hướng đồng bộ của các cơ quan quản lý chức năng thì sẽ là một đóng vai trò vô cùng cần thiết cho cái sự chuyển đổi của các doanh nghiệp, bởi vì đây là một lĩnh vực đòi hỏi sự đầu tư tốn kém cũng như mất nhiều thời gian cũng như là nguồn lực của toàn xã hội. Thì Vietjet mong muốn và đề xuất là đề xuất các doanh nghiệp tư nhân được tạo điều kiện tham gia đóng góp nhiều sáng kiến hơn nữa các giải pháp chuyển đổi số cho ngành hàng không du lịch, đồng thời góp phần vào đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số cũng như là góp phần vào đi tắt đón đầu các xu thế mới, đưa Việt Nam chúng ta bứt phá mạnh mẽ và đưa du lịch chúng ta trở thành một ngành mũi nhọn và hàng không của chúng ta đóng góp một phần thiết thực trong quá trình này. Thì cuối cùng xin thay mặt hãng không thế mới Vietjet thì tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng và kính chúc hội nghị của chúng ta ngày hôm nay được thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào quá trình khôi phục phát triển du lịch của ngành hàng không và kinh tế Việt Nam nói chung. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn anh Phạm Hùng Việt. Kính thưa quý vị đại biểu, như vậy là diễn đàn của chúng ta đã qua hai cái phiên tham luận và với 11 ý kiến phát biểu. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có phát biểu kết luận và đánh giá cái diễn đàn cao cấp của chúng ta. Xin kính mời. Thưa các vị đại biểu, thưa các vị khách quốc tế, thưa các bạn, như các vị đại biểu và các bạn đã biết, Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động thường niên do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng với Ủy ban nhân thành phố tổ chức. Năm nay là kỳ thứ 17. Đến thời điểm này, sau khai mạc của hội chợ, chúng ta đã nhận thấy có sự thành công bước đầu rất đáng trân trọng. Hội chợ của chúng ta đã quy tụ được 3.500 diễn giả, những người làm công tác quản lý du lịch, doanh nghiệp du lịch đến để tham gia hoạt động tại hội chợ. Chúng ta có 376 gian hàng và trong đó có 78 gian hàng quốc tế được khai trương và đi vào phục vụ du khách. Đặc biệt, trong quá trình giao dịch trao đổi, chúng ta đã có 199 người mua quốc tế thuộc về 32 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đặt mua các gói du lịch. Và đã có, đang có và sẽ có 900 cuộc hẹn hò để giao thương về các giao dịch giữa các công ty lữ hành với nhau. Những con số nêu trên đã cho thấy hướng đi trong vấn đề xúc tiến du lịch, quảng bá du lịch thông qua hội chợ. Mà ở cấp quốc gia và quốc tế, Bộ đang chỉ đạo, các địa phương đang đồng hành cùng tổ chức, trong đó xác định ở cấp quốc tế sẽ được tổ chức tại thủ đô Hà Nội vào tháng 3 hàng năm, tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức vào tháng 9. Đây là một sự kiện rất quan trọng, và lần này chúng ta đã có những dấu hiệu cho thấy sự thành công của hội chợ, cả về quy mô, kể và chất lượng hoạt động. Cũng trong khuôn khổ đó, lần hội chợ này, chúng ta đã tổ chức các hoạt động thiết thực hơn, ý nghĩa hơn, chọn được vấn đề có tính chất trọng tâm để tổ chức diễn đàn. Và theo đề xuất cũng như nhu cầu thực tiễn, chúng ta đã tổ chức diễn đàn cấp cao về chuyển đổi số để nhằm thúc đẩy du lịch. Có 400 đại biểu tham gia trong diễn đàn này, được đến từ các vị lãnh đạo quản lý du lịch ở cấp bộ trưởng, cấp thứ trưởng, cấp địa phương là lãnh đạo ở địa phương và giám đốc các sở du lịch ở các tỉnh, thành phố, cộng đồng doanh nghiệp, các công ty lữ hành và những người quản trị về công ty chuyển đổi số. Xét ở góc độ là nước chủ nhà, diễn đàn số về chuyển đổi số đối với du lịch là dịp để chúng ta chứng minh, làm rõ hơn biểu hiện quyết liệt của ngành du lịch trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng, chủ trương
chính sách của Đảng cũng như quy định của pháp luật. Đặc biệt là trong toàn ngành du lịch, chúng ta đang tập trung để thực hiện nghị quyết 82 của Chính phủ khi xác định chuyển đổi số và xây dựng du lịch thông minh là một yêu cầu có tính chất bắt buộc mà Việt Nam phải triển khai. Ở góc độ bạn bè quốc tế, sự tham dự của các vị cũng là một cam kết, như là một chứng minh để tiếp tục khẳng định chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu khách quan mà tất cả các quốc gia đều phải hướng đến, chứ không phải là một cái yêu cầu có tính chất bắt buộc ở một đơn vị nào. Từ đó, chúng ta đã nghe 11 diễn giả trình bày và một phát biểu có tính chất định hướng của Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Trong 11 trình bày tham luận, tài liệu cũng đã được gửi đến cho các vị, đi sâu vào hai nhóm giải pháp lớn. Một là làm rõ vai trò của số hóa trong lĩnh vực du lịch, khẳng định những kết quả đóng góp tích cực của số hóa và thực tiễn công tác số hóa trong thời gian qua đã chứng minh góp phần vào tăng trưởng du lịch như thế nào. Nhóm giải pháp thứ hai được trình bày, đó là các giải pháp cụ thể của từng công ty, của từng đơn vị góp vào kiến tạo giải pháp chung và bài học kinh nghiệm rút ra từ nhóm giải pháp này cho những người làm công tác quản lý du lịch ở cấp độ nhà nước. Trong công cụ tìm kiếm, trong quá trình xem xét, phân tích, đánh giá nhu cầu và sở thích để có những giải pháp chiến lược marketing phù hợp, trong quản trị lượng khách đến và trong các tiện ích để cung cấp cho khách hàng, nhằm với mức cao nhất hướng tới việc mà chúng ta xác định là người dân và doanh nghiệp là chủ thể, khách du lịch là nhân vật trung tâm cần phải hướng đến phục vụ, sản phẩm và hoạt động du lịch, đặc biệt là hạ tầng về chuyển đổi số là nền tảng, và quan trọng hơn, dịch vụ tiên tiến xét ở cả 4 cấp độ này. Chuyển đổi số đang có mặt hiện hữu và đang làm nhiệm vụ đó để cho chúng ta có được nhiều bài học rất bổ ích. Tôi hy vọng những nội dung trình bày của các vị, của các diễn giả, từ những góc độ tiếp cận được khoa học cũng như những vấn đề về thực tiễn, cũng như những trao đổi có tính chất định hướng của các nhà chính khách, của các bộ ngành, của các nước bạn, cho chúng ta được nhiều bài học quý để chúng ta có một vững tin trong vấn đề chuyển đổi số và xây dựng hạ tầng kỹ thuật số trong toàn ngành. Nhân đây, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đề nghị các doanh nghiệp làm du lịch ở Việt Nam phải mạnh dạn hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, thấy rõ được lợi ích của chuyển đổi để chủ động, để hợp tác, và nhất là kiến tạo được hạ tầng để dùng chung, phát triển, kết nối để đưa du lịch của chúng ta tiếp cận được là một du lịch thông minh. Từ thân ngành du lịch, nó đã là kết nối. Vấn đề số hóa nó sẽ giúp cho chúng ta kết nối tốt hơn. Và chắc chắn chúng ta sẽ thành công khi chúng ta thực hiện được điều cam kết mà hôm nay trong diễn đàn chúng ta đã trình bày. Thưa các vị, hội chợ du lịch chắc chắn sẽ thành công. Chỉ mở đầu bằng hai hoạt động lớn. Tối qua, một đêm Việt Nam đã được khắc họa bằng hình ảnh nghệ thuật về hình dáng Việt Nam và văn hóa Việt Nam, cho thấy du lịch Việt Nam muốn phát triển phải dựa trên trụ cột chính, tài nguyên chính là văn hóa Việt Nam. Nền tảng đó cần phải được làm phong phú, bồi đắp thêm, khai thác và sử dụng chiều sâu ở văn hóa này. Cùng với đó là đổi mới, tìm ra sản phẩm riêng biệt, khác biệt, có tính đặc trưng tiêu biểu và ứng dụng chuyển đổi số để du lịch của chúng ta đáp ứng được sự mong đợi của các du khách, khẳng định được vị trí và thương hiệu của du lịch Việt Nam trong bản đồ du lịch của thế giới. Và chúng ta có quyền kỳ vọng mùa du lịch quốc tế đang đến, chúng ta sẽ gặt hái được kết quả thành công. Nhận thức
đi liền với hành động. Sau diễn đàn, những bài học quý được thu nhận tại diễn đàn này sẽ giúp cho lãnh đạo các cấp của địa phương Việt Nam sẽ có những quyết định đúng đắn hơn, thúc đẩy tốt hơn để chúng ta xây dựng ngành du lịch của chúng ta trở thành ngành kinh tế mũi nhọn mà như nghị quyết của Đảng của chúng ta đã xác định. Chúng ta cũng trân trọng cảm ơn bạn bè quốc tế đã đến tham dự hội diễn đàn, đóng góp cho chúng ta có nhiều ý kiến, có những cái nội dung để chúng ta có thể hợp tác có tính chất chiều sâu trên cơ sở ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân, hợp tác song phương, hợp tác đa phương về lĩnh vực du lịch sẽ góp phần làm tốt hơn nhiệm vụ du lịch trong bối cảnh sau đại dịch COVID-19. Cuối cùng, thay mặt cho ban tổ chức, chỉ đạo diễn đàn và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, một lần nữa trân trọng cảm ơn sự có mặt của các quý vị đại biểu, của các diễn giả, của các nhà khoa học, của những người quản lý điều hành doanh nghiệp đã đến tham dự, mang đến cho diễn đàn của chúng ta những tình cảm chân thành, sự sẻ chia về mặt kinh nghiệm và giúp cho chúng ta có một niềm tin vào quá trình chuyển đổi số là một tất yếu khách quan để du lịch của chúng ta trở thành du lịch thông minh. Công nghệ là công cụ để giúp cho chúng ta đạt được mục tiêu. Xin kính chúc các vị khách quốc tế, các vị lãnh đạo địa phương, các quý vị khách quý, đại diện các ban bộ ngành trung ương, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đến đây tôi xin tuyên bố kết thúc diễn đàn. Xin cảm ơn các vị. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng. Kính thưa toàn thể hội nghị diễn đàn. Sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời toàn thể các quý vị đại biểu, chúng ta sẽ di chuyển đến tầng 3 của cùng tòa nhà để tham dự bữa tiệc trưa. Xin trân trọng kính mời các đồng chí và quý vị đại biểu.